Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhìn trước mắt mái tóc dài thúc tại sau ót cô gái, nhẹ giọng mở miệng hỏi nói, ngươi nói ngươi là Tiêu Thấm, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Chỉ bằng ta cứu ngươi, vậy tùy thời có thể giết ngươi. Tiêu Thấm giọng bình tĩnh đáp lại. Linh Nhi truyền âm nói, Diệp Thần, ta có thể mơ hồ cảm giác được, hôm nay đường phố sau ngõ hẻm, gặp phải người đàn ông kia liền và trước mắt Tiêu Thấm có liên quan, thực lực cường đại lại sở trường không gian thành tựu ra hỏa, cả tòa Cận Thái Chi Thành cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Thần nghe vậy im lặng, nhưng là nghe được Tiêu Thấm truy hỏi nói. Ta phụ thân Tiêu Mục tin tức, người từ đâu biết được? Tiêu Thấm ánh mắt bình tĩnh dưới, mơ hồ có sát ý hiện ra, nếu như trước mặt hai người không nói ra cái manh mối, như vậy hôm nay hành động này ngang ngược quấy rối mình toàn bộ bố trí là một, tuyệt không thể nào chết yên lành. Ngươi có thể thức được vật này. Diệp Thần thẳng đem Tiêu Ngục tặng cho lệnh bài màu đen ném ra, Tiêu Thấm rõ ràng sửng sốt một chút. Cái này, đây là tay của phụ thân bài. Ngươi từ chỗ nào được? Tiêu Thấm lần đầu thần sắc kích động, Tiêu Ngục ở vô tận 5 tháng trước, thành tựu từ trước tới nay Tiêu gia đệ nhất thiên tài, ra đời lúc liền danh chấn vực ngoại, tiện tay thực lực lại là cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí đi thái thượng thế giới tàn sát nhất tộc, có thể một trận sau đại chiến, lúc này thần bí biến mất. Tiêu Thấm sau đó ra đời, thức tỉnh huyết mạch, dù là lần thăm thế gian, vậy lại không phụ thân bất kỳ tin tức, thình lình gia tộc lệnh bài, sao sẽ rơi vào tay ngoại nhân. Người nọ đã từng nói, giọt máu hòa hợp, từ sẽ biết được hết thảy. Diệp Thần không hoài nghi chút nào, trước mắt cái này nhìn như tao nhã lịch sự cô gái, nếu như một cái không cẩn thận, liền sẽ đối với mình hạ sát thủ. Một chút đỏ thấm chiếu tại lệnh bài màu đen bên trên, tách ra ra lau một cái màu vàng kim sáng mờ, cùng lúc trước Linh Nhi lộ ra thần niệm không cùng, lần này chữ Tiêu làm, cũng không dị tượng dâng lên. Diệp Thần võ đạo luân hồi đồ bên trong một hồi dị động. Người đi một lần liền biết. Chín đỉnh cái bóng ngược đứng gần trong hư không, mái tóc dài bù xù người đàn ông trung niên hình bóng tại 9 tầng trời trong bầu trời hiện ra, Tiêu Thấm dù chưa gặp qua Tiêu Ngục một mắt, nhưng lại khẳng định người này chính là mình phụ thân, nàng hốc mắt sau đó một đỏ. Phụ thân. Vậy to lớn thân hình, nàng định trước khắc ở máu tươi bên trong. Tiêu Thấm bóng người chạy về phía trước, theo Tiêu Ngục hình bóng tay áo vung tay lên, cũng là sau đó tạm thời cắt đứt cùng Diệp Thần liên lạc. Chín đỉnh bên trong. Phụ thân. Nhìn ngày xưa xưng bá vực ngoại nam tử, hôm nay như vậy thảm trạng, Tiêu Thấm đau lòng hơn, bốn phía nhìn vòng quanh, rất nhiều một bộ hủy thiên diệt địa thế. Thấm nhi, không cần là ta lo âu. Vạn năm trước đánh cuộc ta bại bởi cái tên kia, thật xin lỗi mẹ con các ngươi. Tiêu Ngục cách đó không xa, một đạo mộ bia đứng sừng sững. Hôm nay Cận Thái Chi Thành, tình huống như thế nào? Thái thượng thế giới nhưng có đối các ngươi ra tay. Tiêu Thấm hít sâu một hơi, nói, ở ta còn tấm bé lúc đó, mẫu thân chết tại một tràng trong đấu tranh, ta tuy thức tỉnh huyết mạch tạm thời chấp trưởng gia tộc, nhưng trong tộc ngoan cố phái một mực định lật đổ, tổ tiên truyền thừa lực cũng là cực kỳ đạm bạc. Bất quá hết thảy các thứ này cũng không sao cả, phụ thân có thể thoát khốn, lấy ngài thực lực, cả tòa Cận Thái Chi Thành cũng sẽ làm chấn động một cái. Thậm chí thái thượng thế giới đều có chúng ta lập giao chi địa. Hôm nay Vũ Hoàng Cổ Đế là đời này người thứ nhất, nếu như phụ thân ngài không cần thiết mất, sợ rằng cái này đời này người thứ nhất đều có thể là ngài. Tiêu Thấm giữa lông mày xông ra vẻ vui mừng, hôm nay phụ thân khỏe mạnh, như vậy hết thảy thanh âm phản đối cũng sẽ biến mất. Không, ta tạm thời còn không cách nào rời đi nơi này. Tiêu Ngục thân hình hơi có vẻ tịch mịch. Về phần tại sao, ta vẫn không thể nói cho ngươi, ngươi cũng không cần hỏi nhiều bên ngoài cái thằng nhóc đó. Đối với khí thế tuyệt cảnh sự việc, Tiêu Ngục chỉ chữ không sách, bỏ mặc Tiêu Thấm làm sao không rõ ràng, hắn chỉ là lấy lý vạn năm ước hẹn làm lý do làm lấy lệ. Bất luận như thế nào, thấy ta Thấm Nhi còn ở, liền biến mất một lớn tâm bệnh, còn như gia tộc nhất mạch. Ta tin tưởng ta Tiêu Ngục con gái, có bình định vạn sự thủ đoạn. Tiêu Ngục cười ha ha một tiếng, đối với Tiêu gia sự việc, không chút phật lòng, kéo con cái mình, nói ra nhiều năm qua củi gạo dầu muối. Thấm nhi, ta cần dặn dò ngươi một đại sự, thuận thế mà là, Tiêu gia liền có thể nghịch đời ngồi gió. Tiêu Thấm sửng sốt một chút, phụ thân vào năm đó nhưng mà xưng bá vực ngoại, liền thái thượng thế giới cường giả cũng tơ không sợ hãi chút nào, hôm nay lại ngưng trọng như thế. Cái này gọi là Diệp Thần tiểu tử, không cho phép xích mích. Sau một lúc lâu,
Tiêu Ngục mở miệng nói. Ừ, Tiêu Thấm không hiểu đang nhìn mình phụ thân, ước chừng một cái thái chân cảnh tiểu tử chưa ráo máu đầu, đáng coi trọng như vậy. Ta có dự cảm, người này khí vận nghịch thiên, bưng được long vận tạo hóa lực, ngày khác nếu như kim lăng gặp mưa gió, càn khôn cũng không thúc. Tiêu Ngục thần sắc ngưng trọng, hướng về phía con gái mình dặn dò. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, rất nhiều nhân quả lực, là cha dính, vậy liền không cố kỵ gì, người nhớ là được. Tiêu Thấm nghe vậy, liền đã từng vô thượng phụ thân cũng chắc chắn nhân quả, nàng há có thể không hề sợ hãi lý. Lúc này liền là đối mình phụ thân Tiêu Ngục khom người kêu, Thấm Nhi nhớ kỹ. Đi đi, tương lai không xa, người ta cha con gái chung sẽ gặp lại, đợi ngươi ngồi gió nổi lên, ta từ theo thế quay về. Tiêu Ngục cười lớn một tiếng, đè ở con gái trán gian rộng lớn bàn tay cũng là chậm rãi tán làm một luồng khói xanh tiêu tán. Phụ thân, mới vừa gặp mặt nhưng là lại phải trải qua biệt ly, cho dù là mạnh như Tiêu Thấm như vậy ngạo thị cận thái chi thành thiên quân cường giả, cũng không miễn thần thương. Đợi đến trước mắt hoa trong gương, trăng trong nước vừa tán, Tiêu Thấm lần nữa đứng dậy, nhìn về Diệp Thần con mắt bên trong, thêm mấy phần cung kính. Diệp tiên sinh, đa tạ ngươi để cho ta cho phụ thân tái tụ thủ, mặc dù ngắn ngủi, nhưng cái này một phần ân tình, Tiêu gia ta ghi nhớ. Diệp Thần nhìn mới vừa còn mơ hồ đối mình dậy sát tâm Tiêu Thấm, hôm nay thái độ 180 độ chuyển biến lớn, cũng là khá là khó chịu. Tiêu gia chủ, hết sức người chuyện, chung người nhờ thôi. Nếu Tiêu Thấm đã tìm được, như vậy hồn điển tôn vương đáp ứng chuyện của mình vậy coi là hoàn thành. Hôm nay Tiêu gia vì truyền thừa lực sụp đổ, dưới mắt lại là chính gặp thánh thiên thần hỏa hiện thế để gặp, nếu không phải Diệp tiên sinh ân được gặp gia phụ, con đường phía trước ta cũng không biết nên đi như thế nào. Tiêu Thấm lời nói, nhưng là đưa tới luân hồi mộ địa bên trong hỗn độn viêm đế chú ý. Vân, thằng nhóc, thánh thiên thần hỏa, người đạo linh lửa, nếu như dung hợp thánh thiên thần hỏa, tất nhiên càng cường đại hơn. Diệp Thần ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới hỗn độn viêm đế sẽ vào lúc này lên tiếng. Hơn nữa thanh âm của đối phương tựa hồ cực kỳ kích động. Hắn tuy hồi lâu không nhúc nhích dùng đạo linh lửa Nhan Tuyền Nhi, nhưng cũng biết, đạo linh lửa mạnh mẽ. Hỗn độn viêm đế cũng không muốn nói nhảm, tiếp tục nói, ngươi chỉ cần nghĩ đủ phương cách đạt được cái này thánh thiên thần hỏa là được, cái này đạo cơ duyên, nếu như bắt lại, ngươi cùng Vũ Hoàng cổ đế đối kháng, phần thắng lại thêm một chút. Diệp Thần ngẩn ra, hắn tuyệt đối không nghĩ tới hỗn độn viêm đế biết nói như thế khoa trương. Vũ Hoàng cổ đế là dạng gì tồn tại? Đây chính là đời này người thứ nhất. Nhiều một chút phần thắng, đây tuyệt đối là nghịch thiên cơ duyên. Bất kể là vì Nhan Tuyền Nhi, vẫn là vì mình, hắn cũng phải thu được thánh thiên thần hỏa. Tiêu gia chủ, người nói là thánh thiên thần hỏa ở cận thái chi thành hiện thế. Diệp Thần lần nữa xác nhận nói. Tiêu Thấm nhẹ khẽ gật đầu, nói, không sai, chính là bởi vì như vậy, Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Túc mới nổi lên lòng trắc ẩn. Mưu toan là hắn tôn nhi đoạt được thần hỏa, có này gia trì, thì có tư cách mở Tiêu gia truyền thừa lực. Ta tuy thức tỉnh huyết mạch, nhưng vậy vì vậy mất truyền thừa lực, Tiêu gia truyền thừa, chỉ có thể trẻ tuổi đồng lứa thừa kế. Linh Nhi mới chợt hiểu ra, nói, cho nên nói, tách ra vậy đứa bé là ngươi chọn chúng truyền thừa người, mới gặp phải Tiêu gia đại trưởng lão diệt môn. Đáng tiếc, không có thể ngăn trở hạ người nọ, Diệp Thần tiếc nuối lắc đầu một cái. Bọn họ hai người vẫn là chậm một bước, Tiêu thị tách ra nhất mạch, đã cả nhà bị diệt. Tiêu Thấm nhưng là thở dài, nói ta tuy suy thoái, nhưng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, chân chính truyền thừa người đã bị ta đổi nhau, chỉ tiếc tách ra nhất mạch, những người còn lại cũng chết. Linh Nhi cũng là nghe được hỗn độn viêm đế và Diệp Thần đối thoại, nàng hơi suy tư chốc lát, nhưng là mở miệng nói, sai rồi, các ngươi cũng sai rồi. Thánh thiên thần hỏa uy thế. Tuyệt không phải thiên quân dưới có thể lực địch, cho dù là mới vừa vậy bốn lão đầu ra tay, chỉ sợ cũng không cách nào đem hàng phục. Linh Nhi là chỉ lúc trước vậy biến dạng hư không, vực ngoại mà chiến tứ đại gia tộc ẩn núp cao thủ. Cho nên, cho dù là có thể đem hàng phục, thần hỏa lực vậy tuyệt không phải là đứa bé khu có thể tiếp nhận. Tiêu Thấm mặt lộ vẻ lo âu, nhưng nếu không như vậy, Tiêu gia truyền thừa. Linh Nhi nhưng là cười thần bí. Nói ta cùng Diệp Thần đóng giữ mấy ngày, có thể bảo Tiêu gia truyền thừa không rơi vậy gian người trong tay. Tiêu Thấm nhìn một cái Diệp Thần, chắp tay nói, nếu như Diệp tiên sinh có diệu kế, mong rằng thi lấy giúp đỡ,
giúp Tiêu gia ta giúp một tay. Tiêu Thấm trước sau như vậy tôn kính tư thái, làm được Diệp Thần khá là không rõ ràng, cái này Tiêu Ngục cho con cái mình đổ cái gì mê hồn canh. Nhưng là nghe được Linh Nhi truyền âm nói. Cái đó cái gọi là hồn điển tôn vương Tiêu Ngục, bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không quá chấn áp tại khí thế tuyệt cảnh dưới ra hỏa thôi, tạm thời tạm tin hắn có thể giải quyết sát thí đại đế, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, âm ma thánh tổ nhưng mà thật tồn tại. Hơn nữa cái tên đó thủ đoạn quỷ dị khó lường, sợ rằng so với trước mặt Tiêu Thấm đều có qua không khỏi đạt tới, cho dù là hai người chúng ta liên thủ, vậy không chiếm được phân nửa chỗ tốt. Diệp Thần không khỏi được cau mày hỏi, ý ngươi là... Linh Nhi tiếp tục truyền âm nói, cái này thánh thiên thần hỏa có thể là đồ tốt, phải bắt lại. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hiếu kỳ nói, ngươi nghe nói qua. Đích xác nghe nói qua, nhưng không cụ thể, ngươi đừng coi thường nó, nếu như năm xưa đỉnh cấp thánh thiên thần hỏa, có thể ở lật bàn tay gian đem cả tòa vực ngoại cũng đốt là bụi bặm. Linh Nhi ngưng trọng nói, ta cũng thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm, thánh thiên thần hỏa lại sẽ ở đây cùng vị diện bị phát hiện. Xem ra nó năm xưa chủ nhân chết lúc đó, đem bao ở liền vực ngoại. Nó trước một đời chủ nhân rất lợi hại. Diệp Thần hỏi. Linh Nhi dừng một chút, nói, rất lợi hại, hoành đẩy thái thượng thế giới tồn tại, lửa này bằng thân, liền viễn cổ hung thú được gọi là đốt diệt vạn vật thần hoàng chân thân cũng không làm gì được được. Linh Nhi, người cũng cùng hỗn độn viêm đế quan niệm như nhau. Diệp Thần nói. Linh Nhi cười thần bí. Không sai, thánh thiên thần hỏa ở nơi này chờ đất cằn sỏi đá hiện thế, chỉ có mấy tôn cường giả mơ ước, cũng không phải là không thể vượt qua thiên uyên. Người đạo linh lửa bên trong, ẩn chứa lửa pháp tắc, một khi luyện hóa thánh thiên thần hỏa, đạo linh lửa tất nhiên càng cường đại hơn. Linh Nhi nói tiếp, mượn thánh thiên thần hỏa, cho dù là âm ma thánh tổ, cũng có thể cầm ngươi không có bất kỳ biện pháp. Chúng ta giết về thiên cung chi địa, diệt âm ma thánh điện. Bình sát thí đại đế, chân áp khí thế tuyệt cảnh. Bất quá nếu như cái này thánh thiên thần hỏa còn sót lại một chút, ngược lại là không có như vậy giá trị, bất quá người có nhan tuyển nhi, tất nhiên có thể đem hắn tiến hóa. Diệp Thần bị Linh Nhi một phen lời nói đánh động, chợt mở miệng nói, vậy bốn tôn kinh khủng tồn tại ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta như thế nào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lý Chí Phái Diệp Thần mặc dù đối với Linh Nhi nói động tâm, nhưng dù sao lấy bọn họ hai người thực lực cướp đoạt, không khác nào tự tìm đường chết. Cái này người của tứ đại gia tộc, chút nào không biết thánh thiên thần hỏa chân chính uy thế, một khi giao thủ, nhất định là lưỡng bại câu thương cục, chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi. Thiên quân lão tổ cuộc chiến. Diệp Thần vừa nghĩ tới tiếp theo phải đối mặt thế cục cực kỳ phức tạp, hắn chính là một hồi nhức đầu, nhưng thay đổi ý nghĩ nghĩ đến tôn lão an nguy, sống chết lại là theo mặc kệ ngoài suy tính. Một bên Tiêu Thấm nhìn sắc mặt đổi tới đổi lui Diệp Thần cùng Linh Nhi tổ hai người, mặc dù biết được hai người ở truyền âm hợp lại cái gì, vừa nghĩ tới phụ thân dặn dò, chính là kiềm chế xuống tính tình, yên lặng giai âm. Tiêu gia chủ, ta lưu lại giúp ngươi một tay. Một hồi lâu sau, Diệp Thần trầm giọng nói, ngoài ra có chút vật liệu, cần Tiêu gia chủ hao tâm tốn sức lưu ý. Ở Linh Nhi bày mưu đặt kế dưới, Diệp Thần dự định thừa dịp này cơ hội. Luyện chế một ít thứ để phòng bất cứ tình huống nào, dẫu sao dẫn thần hỏa vào cơ thể, nếu như không có chút nào chuẩn bị, vậy liền vực ngoại cũng có thể đốt sạch hủy diệt lực, đạo linh lửa nhan tuyển nhi cũng không nhất định gánh ở. Sau một nén nhang, Tiêu phủ. Tiêu Thấm làm manh mối gì, nghe mang theo người ngoài trở về phủ. Tay cầm quạt lông Tiêu Sách thu liếm nụ cười trên mặt, từ đêm qua bị người phá rối tới nay, luôn cảm giác có chút tâm thần không yên. Không sao. Hết thảy thượng ở trong ý liệu, cho dù là Tiêu Thấm giờ phút này ra tay, cũng không lực xoay chuyển trời đất. Trong ngực vậy lười biếng linh thú ngay tức thì lông tơ chợt nổi lên, cụ già từ ghế xích đu bên trên đứng dậy, tiện tay đem con thú này ném một bên, lạnh giọng nói. Chỉ muốn truyền thừa lực mở, thần hỏa gia trì, Tiêu gia ta, sớm muộn sẽ đem cái này cận thái chi thành dẫm ở dưới chân. Thậm chí mới có thể có tư cách đối kháng thái thượng thế giới vũ hoàng cổ đế. Cùng lúc đó, một chỗ khác, bầu không khí ngưng trọng. Tiền vạn quan dưới quyền vậy cho biết liền chuyện này. Vậy mày kiếm hơi nhíu tiền vạn quan chợt đứng dậy, Tiêu Thấm mang về người, có phải hay không đêm qua cận thái chi thành xuất thủ vậy tên kiếm tu? Thủ hạ kia nhẹ khẽ gật đầu, ứng chủ tử nhà mình nói. Liên lạc trong tộc tăng phái cường giả, thánh thiên thần hỏa sợ rằng muốn xảy ra chuyện.
Tiền Vạn Quan nhưng là trong mắt bên trong lóe lên một chút bất an, Diệp Thần cùng với Linh Nhi đến, cho nguyên bản mỗi người đã đánh tốt chỉ tính theo ý mình các thế lực lớn, đều là nhấc lên một tầng rung động. Dưới quyền suy tính chốc lát, cao mày nói, muốn không muốn. Không muốn để cho các lão gia phát hiện, đây là ta trở về trong tộc duy nhất tiền đặt cuộc, có thể khống chế. Tiền Vạn Quan quyết định thật nhanh, dưới quyền gật đầu rời đi. Vương Đằng, các ngươi lén lút về điểm kia mà động tác nhỏ, cũng muốn man thiên quá hải, ở mắt ta trước, còn chưa đủ tư cách. Thánh Thiên Thần Hỏa, Tiền Vạn Quan trong mắt lóe lên một chút cuồng nhiệt vẻ, Tiêu Thấm, mặc dù ta rất thưởng thức ngươi, cũng cùng ngươi quan hệ không tệ, nhưng cái này thần hỏa, ta thế ở tất được. Như ta được thế, Tiêu gia định lấy ngươi vi tôn. Tiền Vạn Quan giờ phút này chăm chú nhìn phía bầu trời, tự lẩm bẩm. Ba ngày sau, cả tòa Cận Thái Chi Thành thành lớn bên trong cũng so bình thường nhiệt lạc mấy phần. Cận Thái Chi Thành có một thánh địa, kêu làm Thánh Thiên Tháp, vô số võ giả làm màng bái, chỉ vì là ẩn chứa trong đó có thể câu thông thái thượng thế giới ngân hà lực. Sắp lên đường trước, Tiêu Thấm là Diệp Thần cùng Linh Nhi giới thiệu sơ lược nói. Chỉ cần đi vào trong đó tu luyện, liền chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức, cho tới nay, bị phụng thành thánh, nhưng gần đây trong đó nhưng là dị tượng nhiều lần ra, thậm chí bế quan lúc đó, lại là xuất hiện tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết dấu hiệu. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên đi ở nơi này thành lớn đường phố bên trong, vô tận sầm uất tô điểm liền võ giả dưới chém giết, cũng có yên tĩnh bình thản một mặt. Không lâu lắm, một cái thẳng đại lộ phơi bày ở trước mắt mấy người, cùng trước kia nhiệt lạc so sánh, vắng lạnh không thiếu. Từ Thánh Thiên bên trong tháp hoành xanh rắc rối, tứ đại gia tộc chính là liên thủ niêm phong liền nơi đây, người ngoài không được đặt chân. Tứ đại gia tộc lão tổ và gia chủ liên thủ dưới sự điều tra, mới phát hiện Thánh Thiên tháp bên trong khác có càn khôn, cấm chế hạ phong ấn một cổ đủ để diệt thế lực lượng kinh khủng. Linh Nhi giờ phút này nhẹ giọng hỏi nói, chính là Thánh Thiên thần hỏa. Tiêu Thấm nhẹ khẽ gật đầu, nói, không sai, cho nên gần đây tới, tứ đại gia tộc đều là đối với lần này theo đuổi tâm tư của mình, cổ lực lượng này bất luận ai đạt được, cũng sẽ làm được từ nhà mình tộc ở nơi này thành lớn bên trong, hơn nữa như mặt trời ban trưa. Vốn là nhiều chuyện nhạy cảm thu, cho nên mấy ngày trước buổi tối, các ngươi cử động giống như là chim sợ ná, lúc này mới đưa tới những cường giả kia chú ý. Tiêu Thấm vốn là đối cái này Thánh Thiên thần hỏa là một, làm đầy đủ dự định, hôm nay bởi vì là phụ thân một lời, có Diệp Thần tương trợ, chuyến này nàng có tất thắng lòng tin. Thì ra là như vậy, xem ra là Thánh Thiên thần hỏa phong ấn suy yếu, cho nên mới ở nơi này Cận Thái Chi Thành hiển lộ dấu vết, trước đây có tiên hiền đại trận phò hộ. Giật tán ra thần hỏa nguyên tức mới đối với võ giả có chút ích lợi, hôm nay Thánh Thiên thần hỏa, phổ thông võ giả dính nhất định bỏ mình. Linh Nhi hướng về phía Diệp Thần nói. Hai tiếng sau đó, lau một cái tà dương xé ra yên lặng đã lâu hắc ám, hắt mực ở Thánh Thiên tháp một góc nhọn bên trên, chít xạ ra một cổ trong trẻo lạnh lùng ý, vậy thẳng vào Vân Tiêu bán tiệt tháp thân, cùng thiên tề chiếu rọi. Ha ha ha, Tiêu trưởng lão, Vương Mỗ cung kính bồi tiếp đã lâu. Thiên lôi vậy lăn lăn tiếng từ đại đạo chỗ cuối tới, một trong tứ đại gia tộc Vương gia gia chủ Vương Đằng, hướng về phía trên hư không một hồi cười to. Lão phu xấu hổ, Vương gia chủ chớ có giễu cợt lão phu. Mây sâu không biết chỗ, chín thủ kỳ lân xé ra mây mù, điềm lành rơi xuống, ở huyết sắc kia thánh thú sau đó, Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Túc bóng người xuất hiện ở màu vàng tím trên ghế nằm. Cái này kỳ lân mặc dù huyết mạch không hoàn chỉnh, nhưng cũng là cực kỳ chân quý và hiếm thấy tồn tại. Thật là lớn chiến trận. Tiêu Thấm ánh mắt đông lại một cái, đáy mắt lóe lên phân nửa sát ý, nhưng chợt tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chuyển mắt chính là mi mắt cười trúng chím. Thấm Nhi cũng tới. Tiêu Túc đứng dậy, tay cầm quạt lông Tôn Nhi ở chỗ này sau lưng thua lập, hướng về phía Tiêu Thấm, chỉ là một câu không mặn không lạt tiếng gọi. Lúc đầu Tiêu gia chủ vậy sớm đến, không có từ xa tiếp đón. Vương Đằng ánh mắt che lấp, lúc này mới theo ánh mắt nhìn lại, thấy cách đó không xa Tiêu Thấm, nhẹ giọng nói. Ở sau lưng thư sinh, một mắt chính là nhận ra Tiêu Thấm bên người Diệp Thần cùng Linh Nhi, một đêm kia, chính là cái này hai người hư chuyện tốt của mình. Xem ra chúng ta tới đúng lúc. Giữa lúc Tiêu Thấm ngước mắt để gặp, lại là hai đạo động trời hơi thở vọt lên, Tề gia gia chủ trỗi lên, Chu Mỗi gia chủ Chu Hùng, cũng là chạy tới. Cái này Thánh Thiên thần hỏa vô luận là rơi vào nhà nào,
đều không phải là ba nhà khác muốn thấy được kết quả, nói không chừng, trong này có người không hy vọng nó xuất thế. Diệp Thần nghe Linh Nhi lẩm bẩm, chợt mở miệng nói, người nói là, cái này Chu gia và Tề gia. Tiêu Thúc và cái này Vương Đằng kết minh ý không cần nói cũng biết, cái này đủ Chu hai nhà cũng là liền quyết tới. Thánh Thiên Tháp trước, người của các phe thế lực ảnh càng tụ càng nhiều, quảng trường lớn như vậy bên trên, đã là đứng không hư tiệc. Thiên Tháp có thần, tất nhiên nên khắp trốn mừng vui, hôm nay làm chứng thần hỏa ra đời, cận thái chi thành võ giả đều có thể bác một đường cơ duyên. Trên bầu trời, vang lên một đạo vô hình thanh âm, tứ đại gia tộc gia chủ cùng với Tiêu Túc đều là khiếp sợ, lúc trước bị phong tỏa thánh địa vùng lân cận, từng đạo giam cầm gông xiềng phá vỡ, lưu quang bay lên, cả tòa thánh thiên tháp đắm chìm trong sáng mở dưới. Còn có chuyện tốt bực này. Võ giả vốn là đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng cầu một đường cơ duyên. Cả tòa thành lớn bên trong, vô số võ giả đều là nghe tiếng, phân ủng tới. Làm sao sẽ như vậy? Tứ đại gia tộc người dẫn đầu đều là sắc mặt run lên, nguyên bản 1/4 tỷ lệ. Vì sao trong tộc lão tổ sẽ như vậy lời nói? Thư sinh vừa muốn mở miệng, Vương Đằng lúc này liền là một cái ánh mắt quát bảo ngưng lại, lão tổ uy nghiêm không thể khinh nhờn. Mặc dù đám người không vui, nhưng đành phải là kiềm chế xuống trong lòng phỏng đoán. Vèo, 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 vèo. Thánh thiên cửa tháp trước, bốn đạo ông lão bóng người hiện ra, thân thể gầy yếu nhưng là nhận chịu vạn ánh mắt của mọi người. Đêm đó nhìn thấy bốn tôn tồn tại. Một cái nhìn thoáng qua, mặc dù chỉ là hình bóng, Diệp Thần cùng Linh Nhi vẫn nhận ra một đêm kia thay cận thái chi thành giải vây mấy vị cường giả. Bọn họ mặc dù xuất từ tứ đại gia tộc, nhưng cũng không nhúng tay bất kỳ gia tộc nào thế lực tới giữa đánh cờ. Chỉ là âm thầm bảo vệ cận thái chi thành, nhất phía bên phải vị kia, chính là xuất từ Tiêu gia. Diệp Thần nhưng là trong lòng hiểu rõ, tuy là nói như vậy, nhưng nếu là thật quan hệ đến tồn vong để gặp, cho dù là thần, cũng không cách nào cắt cách huyết mạch. Chỉ giới hạn ở ta cận thái chi thành võ giả, vậy một ít người, lưu lại ở tứ đại gia tộc trận doanh bên trong, tựa hồ khá là không ổn. Vương Đằng ánh mắt che lấp. Bên người thư sinh sớm đã đem đêm đó Diệp Thần trở ngại chuyện của mình nói thẳng ra. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, vô số người ánh mắt tụ tập ở Diệp Thần cùng Linh Nhi trên hai người. Cao nhất mở miệng, người cùng là nghe không hiểu nói sao. Vương Đằng cầm lão tổ nói, lông gà làm lệnh tiễn dùng, lập tức liền là đối Diệp Thần khiển trách. Tiêu Thấm khẽ cau mày, một đêm kia, tinh thông không gian chi lực nàng là trước nhất đến, cũng là gặp được thư sinh, đối với lần này. Nàng là trong lòng hiểu rõ. Ta đây muốn xem, cái thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch gì. Vương Đằng trong lòng không khỏi dâng lên một chút nghi ngờ, Diệp Thần mặc dù phá rối, nhưng không liên quan đại nhã, chỉ là thần hỏa hiện thế, lại đi theo Tiêu Thấm cùng tới. Chẳng lẽ là người giúp? Nhưng thay đổi ý nghĩ Vương Đằng chính là xóa đi ý nghĩ trong lòng, mặc dù thái chân cảnh cường giả thực lực không tầm thường, ở cận thái chi thành nhưng cũng là không quá đủ xem. Có hậu đài. Đã như vậy, bên kia mượn thế bức bách một phen, tự nhiên sáng tỏ. Thấy vô số ánh mắt theo Vương Đằng một tiếng quát chói tai ngưng tụ đến trên mặt mình, Diệp Thần như cũ diễn cảm lãnh đạm, đối với tứ đại gia tộc chất vấn, bịt tai không nghe. Tiêu gia chủ mang người ngoài tới, không ổn đâu. Thấm Nhi, cái này hai người là thân phận như thế nào? Nếu có người nhắc tới, ngoài ra hai đại gia tộc gia chủ cùng Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Túc, cũng là lên tiếng hỏi. Mặc dù trong lời nói cũng không ác ý mặt đối mặt, nhưng cũng là đối chọi tương đối gay gắt. Ngày hôm trước ban đêm, Tiêu gia phân phòng gặp tập kích, cả nhà bị đồ sát, thậm chí, coi thường cận thái chi thành thiên quy, kiếm đạo lượn lờ, ta xem các hạ thật là lạ mặt, chẳng lẽ là... Vương Đằng bên người thư sinh, mắt gặp chủ tử như vậy, há có thể không biết kỳ ý. Trong chốc lát vạn chúng xôn xao. Một đêm kia ta cũng cảm nhận được liền dị động. Cận thái chi thành võ giả không người dám can đảm không vâng lời thiên quy, ngoại lai này người là muốn hủy thành. Vô số đạo nhỏ giọng khiếp tiếng nói vang vọng ở Diệp Thần bên tai, Diệp Thần vẫn là hai tay chắp sau lưng, lãnh đạm vô cùng, không làm một lời. Tiêu Thấm nhưng là một tiếng hừ lạnh, hướng về phía Vương Đằng nói thẳng, Vương gia chủ, nhà ngươi chó quản không tốt cũng không muốn mang ra ngoài xấu hổ mất mặt. Vương Đằng sắc mặt run lên, Tiêu Thấm, ngươi nói gì sao? Ta nói gì, Diệp Thần là khách ta, người ngươi bêu xấu hắn tham dự phân thị một án.
Tiêu Thấm chân mày cau lại, nghiêm nghị quát lên. Ngươi là nói, ta Tiêu Thấm giết Tiêu gia cả nhà. Vẫn là nói, tại chỗ Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Túc động thuận lợi. Vô tình hay hữu ý chỉ, làm được tại chỗ Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Túc sắc mặt trầm xuống. Người ngoài nghe náo nhiệt, nhưng chính hắn nghe, lời này quả thực chói tai. Ngươi, Vương Đằng bị trận á khẩu không trả lời được, nắm chặt hai quả đấm dưới rất nhiều một lời không hợp liền xuất thủ dự định. Làm sao, ngươi cũng muốn coi thường thiên quy ngay trước mọi người ra tay. Tiêu thị một án hung thủ đến nay chưa từng lú đầu, chẳng lẽ là ngươi? Tiêu Thấm đối chọi tương đối gay gắt, một chút vậy không mặt mũi. Im miệng, giỏi một cái điên đảo đen trắng Tiêu gia chủ. Vương Đằng bị Tiêu Thấm khí quá sức, vốn định kẻ gây tai họa khiêu ra Diệp Thần thân phận, không nghĩ tới nhưng là người câm ăn Hoàng Liên, mình ngược lại là có miệng không nói ra. Tiêu Thấm mở miệng lần nữa, nghiêm túc nói. Diệp tiên sinh là ta mời tới khách quý, nếu như lại còn không làm nói như vậy, ta Tiêu Thấm, nhất định đến cửa tự mình lãnh giáo. Cuồng bạo chập chờn ở hắn quanh thân lưu chuyển, ngưng thực sát khí ở vốn là sở trường không gian chi lực Tiêu Thấm trước người lượn lờ. Khí tức rét lạnh làm được nguyên bản mặt trời rực rỡ cao chiếu vân tiêu dưới, nháy mắt tức thì dùng mình ngất trời, từng mảnh hoa tuyết từ dưới cửu thiên rủ xuống, treo ở vạn chúng đỉnh đầu. Không nghi ngờ chút nào, nếu như lại nghe được một câu không làm nói như vậy, vậy trên đầu trắng như tuyết, liền sẽ trong phút chốc lấy hắn tánh mạng. Tại chỗ tất cả người im lặng, thậm chí, không khỏi hoài nghi dậy Diệp Thần thân phận tới, không tiếc làm được Tiêu Thấm lấy tánh mạng bênh vực, phải biết. Ở nơi này cận Thái Chi Thành, cho dù là Tiêu Thấm như vậy tồn tại, nếu như ngay trước mọi người ra tay, cũng phải cần bỏ ra nghiêm trọng giá cao. Người ngoại lai, không xứng có tư cách mơ ước thần hỏa. Một hồi lâu sau, thanh âm bình tĩnh vang lên, chính là cùng Tiêu Thấm địa vị giống vậy Tề gia gia chủ. Đúng như dự đoán, chủ mỗi gia chủ vậy lên tiếng phụ họa, nói, không sai, nếu là khách, thần hỏa dáng thế phúc họa khó liệu, xin Tiêu gia chủ tự trọng. Tiêu Thấm cắn chặt hàm răng, vừa muốn mở miệng, nhưng là chỉ thấy được tinh mắt mày kiếm nam tử từ đám người bên trong khoản bước ra. Cận Thái Chi Thành võ giả muôn vàn, ta Vạn Kim Lâu chiêu mộ ngàn vạn, làm sao, còn cần được các vị từng cái đồng ý mới được. Người tới chính là Cận Thái Chi Thành, vô số cô gái mơ tưởng cầu mong người đàn ông, tiền vạn quan. Hắn làm sao tới? Tiêu Túc cùng Vương Đằng thời gian đầu tiên trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Nghĩ đến một nơi đi hai người không khỏi được bốn mắt đối mặt. Xem ra, Tiêu Thấm viện quân đến. Mới vừa cho tới nay, mắt lạnh không lên tiếng Diệp Thần hướng về phía Linh Nhi truyền thanh nói. Viện quân, ta ngươi xuất hiện vốn là bất ngờ, những người còn lại tìm khắp ngoại viện, ngươi lấy là Tiêu Thấm sẽ đơn độc tác chiến. Diệp Thần nói, vậy đúng, nhưng là cái này, cho ta một loại rất cảm giác bất an. Linh Nhi không khỏi được một lần. Trầm giọng nói. Không sao, vốn là đánh cờ, chúng ta đục nước béo cò liền tốt, ta sẽ để ý. Diệp Thần nghe được Linh Nhi dặn dò, một mực chưa từng lộ vẻ xúc động Diệp Thần cũng là quay đầu nhìn về tên kia chữ cá tính nam tử. Tiền vạn quan tựa hồ lòng có cảm giác, đối Diệp Thần cũng là đáp lại cười một tiếng. Đám người không có chú ý tới phải, cho tới nay, bốn tôn lão tổ bên trong đó một tên ông lão ánh mắt. Vô tình hay cố ý hơn liếc Diệp Thần mấy lần. Tựa như xem thấu cái gì. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Cụ già thu hồi ánh mắt quang, hướng về phía bên người ba người mở miệng nói. Ngoài ra ba người nhẹ khẽ gật đầu, bốn vị nhìn như gần đất xa trời bóng người cả thân đứng, chợt mở miệng nói. Ta chờ bốn người đem lấy thánh tháp linh mở đi thông phong ấn thần hỏa chi địa, cao nhất cơ duyên, tất cả bằng thủ đoạn. Bốn lớn lão tổ ấn đường thoáng qua một món tinh mang chiếu thương khung, cửu tiêu bên trên bỏ ra sáng mờ, thánh thiên tháp ở thánh quang tẩy rửa dưới, tầng tầng đóng chặt cửa chậm rãi mở. Oanh! Tầng thứ nhất thân tháp đại môn mở ra, trong đó xông ra chính là vô tận gió bão sát phạt lực. Không gian chảy loạn. Diệp Thần chăm chú nhìn, xem ra cái này thần hỏa nơi truyền thừa, khác có càn khôn. Cũng vậy, như ở nơi này cận Thái Chi Thành bên trong. Sợ rằng thần hỏa một khi xuất thế, chính là cái này thành lớn tiêu lúc. Áo gai cụ già theo vung tay lên, liền đem cả tòa thánh thiên tháp dùng kết giới bao phủ đi. Đến gần thân tháp, vô tận hắc ám bám vào lực tàn phá, không gian chảy loạn cắt kim loại ngay tức thì đem mấy tên còn thật cảnh võ giả vặn thành bùn máu. Mặc dù như vậy,
may là lấy vô tận võ giả kết minh, cùng chống chọi với sát phạt lực. Cửa này sau lưng, chính là thần hỏa niêm phong chi địa, một khi giao thiệp với, sống chết do mệnh. Bốn đại lão tổ nói xong, thân hình cũng là hướng về cửa không gian sau dẫn đầu phóng tới. Đi theo lão tổ, muôn vàn võ giả nhập con kiến về tổ vậy hướng cửa không gian lao đi, cửa không gian mặc dù khủng bố, nhưng đối với tứ đại gia tộc tinh nhuệ mà nói, không đáng giá để ra. Theo từng cơn không gian ba động dâng lên, vô số bóng người trào nhập không gian một bên kia, bất quá là mấy hơi thở tới giữa, sóng người mãnh liệt trên quảng trường, liền lại là không có một bóng người. Như vậy cuồng nhiệt, bất quá còn thật cảnh vậy là bác một đường cơ duyên. Diệp thần huyết mạch không ngừng dấy lên, mắt thấy trước người vô số so với mình còn nhỏ yếu hơn võ giả người trước ngã xuống người sau tiến lên, cho dù là bỏ mình, cũng không sợ, trong lồng ngực của hắn ý chí chiến đấu như sấm đỉnh vạn quân. Tiền vạn quan, tiêu thấm, diệp thần, linh nhi thân ảnh bốn người cũng là biến mất ở không gian cuối. Không biết qua bao lâu, lần nữa mở ra hai tròng mắt lúc đó, diệp thần rõ ràng sửng sốt một chút. Thế nào? Linh nhi cảm thấy diệp thần khác thường, cũng là thân hình trước mắt, nhìn một màn trước mắt, đồng dạng là lâm vào đờ đẫn. Người có cảm giác hay không được, nơi này rất quen thuộc. Diệp thần bốn phía nhìn vòng quanh, trầm giọng nói, sẽ không sai, đây là ngày đó hình ảnh. Mặc dù lúc trước một cái nhìn thoáng qua, nhưng một màn kia tuyệt sẽ không quên. Cận Thái Chi Thành bốn đại cường giả liên thủ đem nổ dư âm táng vào, chính là cái này mảnh không gian. Dương mắt lúc đó, trên bầu trời vô số tinh thần gần ngay trước mắt, giơ tay lúc đó, vậy rất xa ngân hà lại là có thể mong không thể đạt tới. Đây là, tinh vực bên trong, chúng ta đã không có ở đây vực ngoại không gian. Trước mắt ngân hà đè đầu nhánh, đại khái chính là diệp thần sâu nhất cảm thụ. Dưới chân mặt đất, trong trẻo lạnh lùng hơi thở truyền tới, mênh mông bao la nghiêm nghị mặt đất bên trên, không có một ngọn cỏ. Hai người thân hình chạy như bay ở tinh vực bên trong không gian, hết tốc lực tiến về phía trước, trong đó chỉ là đụng phải không quen biết mấy tên võ giả. Trên bầu trời, từng giọt mưa máu đi đôi với bùn lầy đập rơi xuống đất, mơ hồ lóe lên màu đỏ nhạt chói lọi. Là bên ngoài những cái kia võ giả, thực lực nhỏ người sợ rằng đặt chân cửa không gian thời điểm, chính là bị gió lốc chảy loạn vặn thành bùn máu, cho nên ở nơi này trên bầu trời tuột xuống. Diệp thần không khỏi im lặng, người mạnh là vua thế giới, chỉ có thể nghịch thế mà là. Tắm thương khung đỉnh vô số mưa máu phiêu sái, Diệp thần cùng Linh Nhi hai người không ngừng đi sâu vào, một giờ tập kích bất ngờ, như cũ không gặp cuối. Là cái hướng kia. Diệp thần vận dụng luân hồi thiên nhãn, phát hiện cái gì, vội vàng nói. Từ bước vào nơi này một khắc đó trở đi, đạo linh lửa nhan tuyền nhi liền một mực ở sao động, càng đi sâu vào, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Nơi đan điền, một hồi xốp giòn cảm giác tê tê tấn công tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm, đều có một loại nóng bỏng cảm giác, liền tim đập thanh âm, giờ phút này đều là có thể nghe rõ ràng. Xem ra trong sâu thẳm, tự có chỉ dẫn. Quanh mình hoang vu gió mát phất qua, nhưng như cũ khó nén diệp thần trong cơ thể nhan tuyền nhi kích động, nhàn nhạt tinh thần trói lọi quanh quẩn cả tòa không gian, hơi có vẻ mấy phần trong trẻo lạnh lùng vẻ. Ngay tại lúc này, lao một cái lưu quang từ diệp thần gò má vạch qua, hướng bên người cách đó không xa một bụi đại thụ che trời chiếu đi, biến mất không gặp. Một màn kia lạnh lẽo, là ngôi sao ánh chiều tà. Diệp thần hai tay chắp sau lưng, cực kỳ ngưng trọng. Đây là. Trên cây khô, lau một cái sâu màu đen đường vân quấn quanh trên đó, ngang dọc xen lẫn thành một loại vô hình đường vân, xa xa nhìn lại, giống như là khô nứt vỏ cây vậy. Linh Nhi, không đúng. Diệp thần đưa tay vuốt ve trên đó, lúc này mới phát hiện, cái này vốn là trong trẻo lạnh lùng hoang vô tinh vực bên trong, thân cây lại có một chút ấm áp cảm giác. Trên bầu trời mưa máu không ngừng rơi xuống, hai người tự nhiên vậy dính vậy không thiếu vết máu. Ngay tại diệp thần bàn tay cùng thân cây tiếp xúc ngay tức thì, kỳ dị đường vân lại là phai đi mấy phần. Đây không phải là cây, hình như là lông vũ. Linh Nhi nghe được diệp thần gọi, lúc này mới tiến lên hỏi dò, nhìn một cái dưới không khỏi kinh ngạc nói, chỗ này một phiến hoang vu, cách mỗi trăm dặm chính là một bụi giống như cây lớn đổ, nếu thật là lông vũ. Hai người không khỏi một tiếng mồ hôi lạnh, nếu đây là một cái sinh linh. Một bụi lông vũ đều là so với hai người bọn họ cũng cao hơn ra gấp mấy lần, vậy hắn chân thân.
Máu này mưa, đang không ngừng suy yếu màu đen phong ấn lực lượng. Tích tích bùn máu rơi xuống, trước mặt cây lớn không ngừng lóe lên ánh sáng màu đỏ nhạt. Vậy chỗ cuối, thần hỏa sắp giáng thế. Trên đỉnh đầu mấy tên võ giả cấp tốc lướt qua, bọn họ lời nói cũng bị Diệp Thần nghe được, ánh mắt nhìn về mấy người rời đi phương hướng, bên trong đan điền Nhan Tuyền Nhi dị động cũng là dần dần mãnh liệt. Thần hỏa sao? Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, hướng về phía Linh Nhi nói, xem ra muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ có đi chỗ đó chỗ cuối vừa thấy. Hai người theo đại chúng phương hướng đuổi theo, tinh vực chỗ cuối, ở đó tia sáng chói mắt sau đó, tựa như nghe được vô số võ giả nghị luận kêu gào tiếng. Tiếng người ồn ào, bên tai không dứt. Đi! Xé ra tinh mang một đầu khác, vô số võ giả nhìn trước mắt một ngọn núi lớn phát ra tiếng thán phục. Diệp Thần, ngươi xem! Diệp Thần ngước mắt nhìn lên trên, trước mắt đại sơn, chính là một cái thân hình sánh vai bầu trời dị thú. Linh Nhi cùng Diệp Thần độc nhất vô nhị, vẻ mặt ngay tức thì rơi vào đờ đẫn, nơi cổ họng liền đứng thẳng, trước mắt đều là vẻ khiếp sợ. Trước mắt đại sơn, một cái mong không gặp cuối khổng lồ hỏa phượng, thần vũ mang tắt, còn sống một chút ánh sáng màu đỏ nhạt, mắt phượng co rút nhanh, quanh thân vậy nguyên bản tiên lệ căn căn thần vũ bên trên, sâu màu đen đường vân quấn quanh. Ở kỳ thần vũ màu nhạt ánh sáng yếu ớt dưới, chỉ là chăm chú nhìn nhìn lại, màu đỏ lửa mang chớp động, dẫn được Diệp Thần tâm thần chấn động một cái. Quanh thân đạo linh lửa ngay tức thì sôi trào, Diệp Thần rất rõ ràng, Nhan Tuyền Nhi muốn hấp thu. Chỉ là liếc một cái, liền đã có tẩu hỏa nhập ma giống. Hồng mông đại tinh không, thần hồn tụ. Cường đại tinh không phún ra ngoài, muôn vàn ma ý ngay tức thì bị Diệp Thần kinh khủng ý niệm vê nhập bụi bẩm. Vi mang lóe lên tới giữa, tuy không gặp nóng bỏng cảm giác, thế nhưng mơ hồ vặn vẹo không gian đường vân nhưng là thời khắc nhắc nhở đám người. Tiếp xúc hẳn phải chết. Đừng xem vậy thần vũ. Có người hiển nhiên phát hiện cái gì, hét lớn lên tiếng, nhưng đã quá muộn, không ít võ giả đã tẩu hỏa nhập ma, rối rít bạo thể mà chết, bỏ ra huyết khí lực ngưng tụ thành một đạo tinh mang bắn vào hỏa phượng thần vũ bên trong, lại cũng không gặp. Diệp Thần. Như thế nói chúng ta lúc trước ở bên ngoài thấy chính là người này. Linh Nhi một hồi im miệng, vậy theo như thế nói, há chẳng phải là vậy mênh mông bao la cánh đồng hoang vu bên trong, cách mỗi trăm dặm chính là. Như vậy hỏa phượng chân thân. T. Hai người không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ cái này hỏa phượng chân thân, chính là thánh thiên thần hỏa. Linh Nhi suy nghĩ lật bay, trầm giọng nói cái loại này thần diễm mỗi một vị người có. Đều là cao nhất tuyệt điên dung mạo, phong thái liền ta năm đó hình thái cũng ngửa mặt trông lên không đạt tới. Hôm nay xem ra, cái này hỏa phượng chính là thánh thiên thần hỏa căn nguyên không thể nghi ngờ. Diệp Thần nuốt nuốt nước miếng một cái, chợt mở miệng nói, ngươi nói là, chúng ta chuyến này muốn để cướp đoạt, chính là nó. Một cây thần vũ cũng so với hai người lớn hơn gấp mấy lần hỏa phượng, làm sao có thể là tùy tiện hàng phục tồn tại. Đừng nóng. Hiện tại nó không phải bị phong ấn không cách nào thoát thân mà, có lẽ. Liền gần đây một cách tinh quái sở trường mưu đồ Linh Nhi, giờ phút này vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt. Bây giờ Diệp Thần hoàn toàn tin, thánh thiên thần hỏa một khi xuất thế, vực ngoại đều là có thể thiêu hủy hầu như không còn. Chúng ta bỏ quên một chi tiết. Linh Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, lúc này mở miệng nói. Cái này phong ấn, tựa hồ ở huyết khí lực tưới hạ, đang không ngừng yếu bớt. Hồi tưởng lại vậy cây lớn dưới một màn, Diệp Thần cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Bốn đại lão tổ cũng đúng cái này thánh thiên thần hỏa có tâm mơ ước. Không tệ, Linh Nhi trầm giọng nói. Mấy lão già này phát hiện phong ấn đại trận có thể bằng vào huyết khí suy yếu, lúc này mới ở nghi thức triệu tập trước, rộng mời cận thái chi thành võ giả tới, vì chính là hiến tế muôn vàn võ giả, làm đại trận hoàn toàn phá vỡ. Xem ra tứ đại gia tộc cũng có biết tình. Thảo nào bọn họ sẽ để cho tất cả người cũng tới cướp lấy. Những ông già này chân thực quá âm hiểm. Phong ấn một khi hoàn toàn phá, ẩn núp trong bóng tối những ông già này liền sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ là đồ làm đồ cưới chất dinh dưỡng phân bón thôi. Linh Nhi ánh mắt đông lại một cái nói. Huyết khí lực không chỉ có đang yếu bất trận pháp phong ấn, cũng ở đây ức chế hỏa phượng lực lượng, đến lúc đó liền không chúng ta chuyện gì. Nếu là có thể trước thời hạn phá trận pháp này, để cho hỏa phượng xuất thế. Diệp Thần tự lẩm bẩm, một bên Linh Nhi nhưng là trước mắt sáng lên,
như vậy chúng ta liền có thể, ngồi ngư ông đắc lợi. Muốn để cho vậy mấy cái lão gia cùng Hỏa Phượng lưỡng bại câu thương, nào có như thế dễ dàng. Nói dễ, chỉ là điều này có thể trấn áp cái này thần diễm trận pháp, há lại là hắn trạng thái bây giờ có thể phá trừ, muốn thật như thế đơn giản, cận thái chi thành các lão gia đã sớm ra tay. Lại là một tiếng rên, một tên tán tu tẩu hỏa nhập ma, ngay tức thì bạo tán thành một đoàn bùn máu phiêu tán. Muôn vàn võ giả mặc dù kinh hoàng, nhưng lại cũng không nhìn ra trong đó đầu mối. Vậy thần vũ trên vi mang, ở dần dần khôi phục, phòng ấn lực đang không ngừng yếu bớt. Diệp thần xuyên thấu qua luân hồi thiên nhãn phát hiện cái gì, xem tới nơi đây võ giả, đều là mồi liêu. Diệp tiên sinh, Tiêu Thấm thân hình cũng là phá vỡ tinh mang, đi tới nơi này Hỏa Phượng ngủ ly bì chi địa. Tiền Vạn Quan đi theo phía sau, quan sát bốn phía cả tòa không gian, chán tới giữa tuy có kinh dị, nhưng cũng không thất sắc. Vương Đằng cùng Tiêu Túc các người đều là theo sát tới. Tụ tập ở chỗ này võ giả càng ngày càng nhiều, vô số võ giả thấy cái này Hỏa Phượng, cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Người của tứ đại gia tộc, tựa hồ có chống cự lửa này đưa tới vật gì đó. Diệp thần không ngừng quan sát, theo nhân số tăng nhiều, thân tử đạo tiêu đám người cũng không thiếu, phần lớn đều là tán tu nhất lưu. Nếu không phải Diệp thần có hồng mông đại tinh không và thiên tiên cá chép sao, chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Liền hắn đều đã như vậy, tại chỗ mọi người, đã là nỏ hết đà. Cực kỳ bá đạo lửa độc, chỉ là mong một mắt màu đỏ nhạt lửa mang, cũng đã là ở từng bước xâm chiếm quanh thân huyết khí. Bỗng nhiên, Diệp thần ấn đường tới giữa. Lau một cái yếu ớt kim ấn lóe lên. Thủ hộ giả kim ấn. Diệp thần sửng sốt một chút, chợt cảm thấy bên trong đan điền một hồi sao động, chín đỉnh bên trên trấn áp đồng xanh thần quan, có dị động. Chẳng lẽ là... Diệp thần nhìn Hỏa Phượng thần vũ bên trên, sâu màu đen phong ấn đường vân chớp mắt, trong nháy mắt rõ ràng. Linh Nhi, cái này phong ấn tựa hồ ta có thể phá ra. Diệp thần vui mừng. Chợt hướng về phía Linh Nhi truyền thanh nói. Ngươi điên rồi, thần quan vốn là dị động, nếu như ngươi hút đi cái này phong ấn lực, đưa đến khí thế tuyệt cảnh trấn áp khủng bố hiện thế, ngươi như nhau bỏ mình. Linh Nhi lúc này cự tuyệt nói. Nếu là có thể đoạt được thần hỏa, nói không chừng dựa vào thánh thiên thần hỏa lực, có thể áp chế vậy quan tài đâu. Linh Nhi, Diệp thần thử nghiệm vận dụng khí thế tuyệt cảnh lực lượng và vậy thần hỏa đụng chạm. Ngay lập tức. Chính là cảm giác được trong cơ thể một cổ cực hạn lực lượng ở va chạm, một giây kế tiếp, chính là phun ra một ngụm máu tươi. Lần đầu tiên thử nghiệm, hiển nhiên thất bại. Thằng nhóc, xem ngươi như vậy không tự lượng sức, thật là chết không hết tội. Vương Đằng cùng với Tiêu Túc các người thấy Diệp thần trọng thương, đều là vui vẻ cười to, nhìn vậy tại chỗ nín thở ngưng thần Diệp thần, nói đến lời nói mát. Tiền Vạn Quan liếc mắt một cái, không làm bất kỳ lời nói. Diệp tiên sinh, Tiêu Thấm lo lắng nói. Giúp ta hộ pháp. Tiêu Thấm nhẹ khẽ gật đầu, đầu ngón tay không gian chi lực ngăn cách hơi thở, đem Diệp thần bảo vệ vào trong đó. Thấm nhi, người đây cũng là cần gì chứ? Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Túc cố làm than thở, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ở hắn trong mắt, một giới thái chân cảnh có thể mạnh chống đỡ tới nơi này, đã coi như là không tệ, tiến hơn một bước, chỉ là tự tìm đường chết. Nhưng mà cũng không người chú ý tới, từ Diệp thần gặp nạn sau đó, tựa hồ cũng không có người lần nữa bạo thể mà chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cầm đầu tứ đại gia tộc gia chủ thời gian đầu tiên phát hiện dị thường. Tình huống gì? Thương khung sau đó, bốn đạo thân ảnh đứng sóng vai. Phong ấn hơi thở xác thực ở tiêu tán, huyết khí lực. Không tốt. Bốn đại lão tổ lúc này hiện thân, uy áp kinh khủng bức bách đám người liền đầu cũng không ngẩng lên được. Diệp thần chán gian mồ hôi hột nhỏ xuống, trong lòng không dừng được gieo hò, nhanh một chút nữa. Hỏa Phượng quanh thân khắc triển sâu màu đen phong ấn đường vân từ từ mất đi, hướng Diệp thần bên trong đan điền vọt tới. Chín đỉnh trên đồng xanh thần quan như có linh cảm giác, một hồi dị động, sâu màu đen năng lượng bộc phát ngưng tụ. Oanh! Võ đạo luân hồi đồ bên trong thế giới, chín tầng trời mây rủ xuống. Thân ở trong đó Tiêu Ngục mắt sáng chớp mắt. Lẩm bẩm nói, quả thật là khí vận chi tử, liền thánh thiên thần hỏa đều phát hiện đời. Đồng thời luân hồi mộ địa ở giữa hỗn độn viêm đế cũng là đột nhiên cả kinh, lẩm bẩm nói, khí thế tuyệt cảnh, thánh thiên thần hỏa,
có lẽ chỉ có luân hồi chi chủ mới có thể đem hai người nhân quả dính. Kết quả này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hỗn độn lôi đế cũng là thần sắc ngưng trọng, nói, đi một bước xem một bước, tiểu tử này đường, nhưng mà định trước so người khác khó khăn, hôm nay vũ hoàng cổ đế đời này thứ nhất, ai có thể chống lại? Hắn hoặc giả là hy vọng duy nhất. Võ đạo luân hồi đồ thế giới bên trong. Vèo, vèo. Tám sợi màu vàng đen thông thiên liên từ bể tan tành bầu trời chỗ kéo dài ra, kinh khủng hạo hàn hơi thở ngay tức thì đem tiêu ngục hư ảnh chấn vỡ. Kim ấn lực phóng lên cao, hướng đồng xanh hắc quan đi. Tám sợi thông thiên liên không ngừng quất vào màu đen đồng quan bên trên, mỗi một roi nện xuống, hắn thủ hộ giả kim ấn ánh sáng chính là ảm đạm phân nửa. Cùng lúc đó, Diệp Thần vẫn đang không ngừng thử nghiệm câu thông màu đen đồng quan lực, hấp thu hỏa phượng phong ấn. Nơi đan điền, một hồi đau nhói truyền tới. Ho! Diệp Thần thân hình một hồi kịch liệt run rẩy, nơi khóe miệng một màn màu đen máu rỉ ra. Bốn đại lão tổ thời gian đầu tiên phong tỏa vậy bị Tiêu Thấm dùng không gian chi lực ngăn cách hơi thở Diệp Thần. Không gian chi lực, là cái thằng nhóc đó đang dở trò. Trong đó một tên cụ già vẻ mặt một lần, lúc này liền muốn đánh chết Diệp Thần, áo gai cụ già đưa tay ngăn lại, hướng về phía Tiêu Thấm nói. Thấm nhi, rời đi cái thằng nhóc đó. Nói chuyện, chính là Tiêu gia lão tổ. Tiêu Thấm mặc dù không rõ cho nên, nhưng nghĩ đến phụ thân giao phó, vẫn là không có động tĩnh. Mau! Cụ già nói xong, làm bộ liền muốn động thủ bắt Tiêu Thấm cùng Diệp Thần, nhưng làm sao một tiếng phượng hót tiếng vang lên. Thu! Muôn vàn võ giả vẻ mặt nhất thời cứng đờ, chỉ là một tiếng phượng hót, vô số võ giả chính là thần hồn bạo tán vỡ vụn. Rào rào! Trước mặt đại sơn phóng lên cao, hỏa phượng đứng đầu ấn đường chỗ, ba điểm màu đỏ lửa mang dấu vết giấy lên, tinh vực trên muôn vàn tinh thần ngay tức thì vặn vẹo biến hình, không lâu lắm chính là tiêu tán nóng chảy. Mau rút lui. Không biết ai kêu một tiếng, đám người rối rít chạy trốn tứ tán, hướng tinh mang cửa né tránh đi, vừa vào cánh đồng hoang vu mịt mờ, chính là ngay tức thì chật vật đi. Để cho cái này hỏa phượng phá hủy tinh vực, chúng ta cũng được táng thân nơi đây. Còn không mau ra tay. Tinh vực bầu trời, áo gai lão người hét lớn một tiếng, không gian một hồi chập chờn, lại là hai người cường giả hiện thân, chán tới giữa, cùng tiền vạn quan có mấy phần tương tự. 6-1, hy vọng có thể được. Yếu ớt Diệp Thần nhìn trên bầu trời kinh khủng hỏa phượng, cho dù là 6 vị cường giả ở trước mắt, đều là muối bỏ biển vậy nhỏ bé. Tứ đại gia tộc gia chủ, Tiêu Thấm, Tiêu Túc cùng với tiền vạn quan các người, đều là tránh lui trăm dặm. Nhìn xa xa ngập trời diễm mang đem vô số ngôi sao dung luyện. Linh Nhi kéo Diệp Thần thân hình chạy trốn xa, nhìn trước mắt rung động một màn, không khỏi lẩm bẩm nói, chúng ta thật giống như đã gây hỏa. Diệp Thần vùng vẫy đứng dậy, chợt mở miệng nói, sắp chết mới vừa thoát khốn, giờ phút này nhất là yếu ớt thánh thiên thần hỏa, hẳn không đánh lại vậy 6 vị cường giả. Chứ, rất hiển nhiên, giờ khắc này liền người đầu tiêu Diệp Thần. Ở thấy được vậy hỏa phượng chỉ là một tiếng gáy vang thần uy sau đó, trong lòng cũng là không nhịn được đánh trống. Theo hỏa phượng đích một tiếng gáy vang, cả tòa tinh vực bên trong, song âm bên trong ẩn chứa khủng bố cháy lực, đem bền chắc không thể gãy không gian đều là mơ hồ vặn vẹo. Thánh thiên thần hỏa hóa thành hỏa phượng mi mắt tới giữa, thiêu đốt xinh đẹp màu đỏ tươi ánh sáng, nhìn không tới cuối vũ rực vỗ cánh một miếng. Oanh! Màu đỏ đợt khí ngay tức thì nhô lên. Kể cả Diệp Thần ở bên trong tứ đại gia tộc gia chủ, Tiêu Thấm, tiền vạn quan các người, ngay tức thì bị tung bay, liền liền vậy mạnh nhất 6 người, cũng là khó tránh khỏi gặp nạn. Phủi xuống linh vũ tản ra vô tận màu đỏ tươi diễm lửa, bạo ngược hơi thở đem bên trong tinh vực sức sống toàn bộ bao phủ, chỉ là chợt lóe lên ngay tức thì, lúc trước vậy chạy tứ tán võ giả chính là chết hơn nửa. Thê lương tiếng kêu chưa hoàn toàn nâng lên, máu thịt cũng đã theo hồng mang vẩy chiếu sau đó nổ tung. Liền cốt hóa tẫn, nghiền làm bụi bặm. Tuyết táng tinh trần, đóng băng vạn dặm. Diệp Thần triệu hoán ra trong cơ thể 33 thiên thái thượng thần khí. Ánh sao tự nhiên, tràn ngập ra, rất nhanh liền đổi thành là tuyết rơi nhiều tung bay. Đóng băng ngàn dặm, tuyết phiêu vạn khoảnh, vừa nhìn vô tận, thế giới tuyết phủ trắng xóa. Diệp Thần đem tuyết táng tinh trần lực lượng thúc đẩy đến mức tận cùng, phong tỏa cái này một phiến khu vực. Thời khắc mấu chốt. Diệp Thần dùng tuyết táng tinh trần, lấy chống cự cái này vô tận lửa sắc đợt sóng. Nhiệt xúc, đừng có ngông cuồng. Một đạo già nua uống tiếng vang lên,
chợt sáu đạo kinh thiên hơi thở từ bên trong tinh vực phóng lên cao, sáu tôn quanh quẩn nhàn nhạt thần huy bóng người tại giữa trời đất tạo ra, tay không trích tinh cầm thần, ngăn cách một đạo bình phong che chở. Hô! Lửa đốt mặc linh hồn cảm giác đau ngay tức thì tiêu tán, Diệp Thần được lại xuyễn một hơi thở mạnh, nhìn xa bầu trời chỗ vậy chỉ tàn phá bừa bãi hỏa phượng, đạo tâm một hồi không yên, màu đỏ tươi ánh lửa còn đang máu thịt của mình bên trên lóe lên, hắn linh lực đang bị cháy. Âm, phịch, phịch. Huyết mạch ngay tức thì đạo nghịch, một chút tà hỏa bữa để bụng đầu. Diệp Thần. Linh Nhi một tiếng kêu lên, tỉnh lại Diệp Thần, lần nữa nhìn lại dưới, bên trong tinh vực may mắn còn sống sót võ giả, đều là đôi mắt ứ máu, mất lý trí vậy chém giết lẫn nhau, bắn tung tóe ra huyết khí giật tán tại ở giữa thiên địa, hỏa phượng căn căn thần vũ giết mang lại là ngưng tụ mấy phần. Cái này, bên người cách đó không xa, một cây thưa thất thần vũ thật sâu cắm ở tinh vực mặt đất bên trên, nhàn nhạt đỏ tươi kể cả hoàn toàn yên tĩnh hư không mặt đất đều là bốc cháy, miễn cưỡng bất diệt. Ở đó màu nhạt đỏ tươi dưới, trước kia phong ấn dấu mặc dù tản đi không thiếu, nhưng mơ hồ có thể gặp vậy từng tia liền đến huyết mạch bên trong màu đen đường vân, quấn quanh quanh quẩn, khác ra tối tăm không rõ đường vân. Diệp Thần nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa, cái này kỳ quái hoa văn, lại cùng chín đỉnh trấn áp đồng xanh thần quan trên minh văn vô cùng tương tự. Tựa hồ là có cảm ứng, chân trời chỗ hỏa phượng quay đầu nhìn về Diệp Thần. Nhân loại cuồng vọng. Thanh âm lạnh như băng vang vọng ở tinh vực tới giữa, trên bầu trời tinh thần đều là bị một tiếng này quát lạnh chấn động được ba run. Dẫu sao nói riêng về thể hình, Diệp Thần liền vậy hỏa phượng một cây thần vũ đều là không đạt tới, này cùng kinh khủng tồn tại, lại là có linh. Ta cũng không ác ý, chỉ là muốn giúp ngươi thoát khốn mà thôi, cái đó ngươi đừng nghĩ nhiều. Cảm nhận được hỏa phượng con mắt bên trong lạnh ý, Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Suy. Hỏa phượng một tiếng hừ lạnh, Diệp Thần như vậy giải thích ở nó trong mắt không có tránh hơn phân nửa rung động, mãnh liệt minh mông sát phạt lửa toàn bộ khuynh tiết. Xuất hiện, phong ấn pháp thân. Một bên Tiêu Thấm kinh hô thành tiếng, Diệp Thần lúc này mới chú ý tới, chẳng biết lúc nào hỏa phượng sáu phương vị chỗ, đã sớm đứng sừng sững sáu tôn to lớn thần linh. Pháp thân. Nhìn giật tán trước thần huy, đủ rồi tương đương tinh thần lớn nhỏ pháp thân, Diệp Thần mắt lộ ra ngưng trọng. Mặc dù cùng hỏa phượng so sánh, vẫn là tiểu vu gặp đại vu, lúc trước vậy tay không trích tinh một màn, hắn nhưng cũng là nhìn ở trong mắt. Cái này pháp thân kết quả là cái gì? Diệp Thần không khỏi phát ra nghi vấn. Hỗn độn viêm đế giải thích, cái này là đối phó vậy thánh thiên thần hỏa, người bình thường muốn bắt lại thánh thiên thần hỏa, rất khó, đây là duy nhất cơ hội, vậy mấy cái lão già kia một mực đang bố trí, mà đây pháp thân chính là tự thân và trận pháp kết hợp, có thể cường hóa thực lực. Bất quá bởi vì quá mức rất xưa, cùng với tác dụng phụ rất nhiều, hiện tại rất thiếu có người dùng. Tiêu Thấm thân hình run rẩy, rất hiển nhiên lúc trước hỏa phượng nhất kích, cho dù là thực lực cường đại nàng, vậy là bị tổn thương, nhưng Diệp Thần có thể cảm nhận được, nàng giờ phút này càng nhiều hơn, là kích động. Cái này cùng pháp thân, là có thể tùy ý hoành hành vực ngoại khủng bố tồn tại, vực ngoại bên trên, một khi gọi ra, chính là hủy thiên diệt địa hậu quả. Cho nên có chút cường giả có ăn ý, không tới cuộc chiến sinh tử, sẽ không thúc giục pháp thân, chỉ cần thức tỉnh, đầy đất liền sẽ tiêu vẫn. Tiêu Thấm cũng là mở rộng tầm mắt, loại trận pháp này ở giữa pháp thân, chính là truyền thuyết bên trong tồn tại. Vì ứng đối cái này thánh thiên thần hỏa, ước chừng sáu tôn pháp thân cần phải lộ vẻ. Vèo, sắp đến mắt thường không cách nào bắt, trong đó một cái màu tím pháp thân đã ngang nhiên ra quyền, quyền phong sen lẫn ác liệt sấm sét mang. Xé ra không gian, đánh vào hỏa phượng vũ rực bên trên. Còn lại năm tôn pháp thân cũng là đồng loạt mà động, có góc thế vây công hỏa phượng. Thu, một tiếng phượng hót, đỏ tươi vũ rực dưới màu đen đường vân lần nữa ảm đạm mấy phần, sáu tôn pháp thân công kích cũng là rơi vào trên đó, hỏa phượng vậy tiên ánh sáng màu đỏ sáng lên, khí tức hủy diệt bao phủ thần linh pháp thân. Tên này, nó ở một bên hủy xấu xa phong ấn đồng thời, cất giữ dư lực cùng sáu đại cường giả tác chiến. Diệp Thần một mắt chính là nhìn thấu cái này hỏa phượng ý tưởng, một khi bị nó chân chính thoát khốn, như vậy cho dù là sáu người kia, vậy tuyệt đối không phải là thánh thiên thần hỏa đối thủ. Chơi lớn! Diệp Thần cùng Linh Nhi hai mắt nhìn nhau một cái, đều là xem thấu ý nghĩ của đối phương. Vốn định ngồi ngư ông đắc lợi Diệp Thần, nhưng là phát hiện, trước mặt bảng, tựa hồ có thể miệng nhất định ruột, vậy hắn cái này ngư dân.
không chịu nổi một kích. Không có dựa theo tình hình phát triển, bỗng nhiên tỉnh lại Hỏa Phượng, hoàn toàn làm rối loạn sáu người kia an bài, liền bọn họ đều là ứng phó không kịp. Trên hư không Hỏa Phượng lấy cánh hóa nhận, sắc bén giết mang 360 độ khép mở, đại sát tứ phương. Những cái kia pháp thân trích tinh làm thuẫn, chống cự cái này ác liệt thế công. Ca. Trong đó một tôn màu xanh pháp thân đem trên 9 tầng trời tinh thần lấy rơi hoành tại trước ngực, màu đỏ tươi cánh sau đó vạch qua. Dưới con mắt mọi người, một viên to lớn tinh thần chặn ngang thành hai nửa, màu xanh pháp thân bụng, một đạo huyết quang bắn ra. Cái này, một vị cụ già rõ ràng cảm nhận được, một kích này không chỉ có phá vỡ mình pháp thân, hơn nữa vậy màu đỏ tươi diễm lửa, đang không ngừng đem pháp thân tấc tấc máu thịt cháy hầu như không còn. Mấy hơi thở tới giữa, pháp thân bể tan tành. Một cây thần vũ ngay tức thì xuyên thủng cụ già ngực, to lớn xuyên qua lực ngay tức thì đem gắt gao đóng vào trên 9 tầng trời một viên sao xa bên trong. Hô! Hỏa Phượng trong miệng phun hơi thở, ngay tức thì phun trào nhiệt độ cao kể cả không gian cùng biến dạng, sóng lửa đem một đời lão tổ kể cả to lớn sao xa cùng đốt thành cho tẫn. Trong chốc lát, máu nhuộm thương khung, đầy trời thần lực bồng bềnh ở trên hư không, rơi xuống tại Hỏa Phượng quanh thân. Hắn xinh đẹp vẻ sâu hơn. Một vị lão tổ, bỏ mình. Tiêu Thấm không tưởng tượng nổi nhìn trên 9 tầng trời điệp huyết tồn tại, ở nàng trong nhận thức, lão tổ là bất diệt tồn tại, cho dù là thân xác tiêu vẫn, thần hồn cũng là mãi mãi bất diệt. Ngọn lửa này lực, quả thật có thể đốt sạch vạn vật, cho dù là thiên quân lão tổ, cũng không cách nào siêu thoát. Linh Nhi nặng nề nói. Trước kia Diệp Thần chỉ là bị Hỏa Phượng nhìn một mắt, huyết mạch liền có nghịch chuyển thế. Thần vũ bên trên thưa thất phân nửa màu đỏ tươi diễm lửa, lại là có trái linh lực khủng bố uy năng, khoảng cách gần như vậy sát phạt chúng hết, cả ngày quân lão tổ cũng sẽ chết. Không. Vương Đằng một tiếng thê lương gào thét, vậy rơi xuống thần minh, chính là hắn vương gia tổ tiên. Diệp Thần. Ánh mắt oán độc nhìn về Diệp Thần, run rẩy thân hình hết sức khắc chế, ở vào ranh giới tan rã. Lúc trước chính là Diệp Thần dùng khó hiểu thủ đoạn. Làm cái này Hỏa Phượng trước thời hạn xuất thế, dưới mắt uy thế vô cùng, sáu đại cường giả liên thủ đều là đã chết một. Nếu như lại như vậy quyết chiến, sợ rằng sẽ rối rít gãy kích. Ta muốn ngươi chết, cũng không nhịn được nữa Vương Đằng hướng Diệp Thần tập sát tới, Vương Đằng tu vi không thấp, liền Diệp Thần đều là trong chốc lát vội vàng ứng đối. Vương Đằng, ngươi vượt biên giới. Giết mang gần ngay trước mắt, nhưng là không được chút nào tiến thêm. Tiêu Thấm. Ngươi dám cản ta. Gia tộc duy nhất lão tổ chết, cho dù là lần này đạt được thánh thiên thần hỏa, vương gia địa vị cũng đem lại không phúc tồn tại. Lão tổ vốn vạn cổ bảo vệ gia tộc mới là, hôm nay nhưng là bị một đầu hung cầm nơi chém chết, cái này để cho hắn làm sao có thể không điên. Không tự lượng sức loài người, ta lực lượng há là các ngươi có thể mơ ước, ha 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 ha. Hỏa Phượng trong mắt bên trong màu đỏ tươi diễm lửa một hồi phun trào. Nhìn vòng quanh bốn phía, mọi người đều là một cổ tàn niệm xông lên đầu, muôn vàn võ giả chém giết thảm thiết hơn, thịt vụn xương gãy phiêu sái bao la mặt đất. Thánh thiên thần hỏa hóa thành Hỏa Phượng, nơi mi tâm điểm thứ tư màu đỏ lửa mang dấu vết mơ hồ nổi lên ra. Tà Hỏa Phượng Hoàng, huyết khí lực bất diệt, thần hỏa lực sâu hơn lại không tắt. Liền liền Linh Nhi giờ phút này, trong mắt đều là trải qua liền một chút hung mang, rất hiển nhiên, cái này Phượng Hoàng ngọn lửa lực. Đã ảnh hưởng đến tâm thần của nàng. Cách đó không xa Vương Đằng đã sớm mất trí, cùng Tiêu Thấm chiến với nhau, làm sao Tiêu Thấm cực kỳ sở trường không gian chi lực, Vương Đằng sát phạt thế công bị từng cái hóa giải. Còn thừa lại mấy vị lão giả và cường giả đều là sửng sốt một chút, cục diện dưới mắt đã hoàn toàn thoát khỏi nắm trong tay, mấy người bọn họ cũng coi như là bất diệt tồn tại, liền bọn họ đều là lẫn nhau không làm gì được đối phương. Hôm nay có người chết, còn lại 5 người vậy bắt đầu cân nhắc đường lui. Thánh thiên thần hỏa lại là vỗ cánh một miếng, đầy trời máu thịt lần nữa vỡ nhỏ, ấn đường 4 giờ lửa mang con dấu Hỏa Phượng uy năng một người nữa lên nấc thang, 5 đại cường giả khu pháp thân lấy mệnh tướng kháng, tinh vực dưới, giống như nhân gian luyện ngục. Oanh! Màu đỏ tươi sức lực gió mạnh thổi phất sau đó, cả tòa tinh vực chết một mảnh yên lặng, lại không huyên náo sát phạt tiếng. Muôn vàn võ giả chết hầu như không còn, tàn tẫn dưới, 5 tên quần áo lam lũ cụ già tự phế khư hạ té ra, thô trọng tiếng thở dốc vang vọng ở yên tĩnh tinh vực bên trong. Các bạn già, cái này nhiệt xúc đã mất chống lại phương pháp, chúng ta chỉ có đi trước thối lui,
liên lạc trong tộc cao thủ, chung nhau bắt lão này. Chán tới giữa, cùng Tiền Vạn Quan có mấy phần tương tự, cụ già một tiếng than thở, nặng nề nói. Hiển nhiên, Tiền Vạn Quan, vị này cận thái chi thành thần bí nhất tồn tại, có càng cao quý thân phận, từ cụ già trong lời nói không khó nhìn ra, hắn trong tộc còn có mạnh hơn người. Mang đi bọn họ. Tiêu gia lão tổ khổ sở nói, dưới mắt chỉ có cất giữ huyết mạch, mới là cao nhất lựa chọn, lần này tứ đại gia tộc cường giả tổn thương hầu như không còn, vương gia lại là có một vị lão tổ chết, trải qua trận chiến này, cận thái chi thành tứ đại gia tộc, hữu danh vô thực. Hai người cụ già khó khăn đứng dậy, hướng về phía tiêu gia lão tổ cũng là nhẹ khẽ gật đầu, chợt ôm quyền nói. Làm phiền hai vị đạo huynh. Tiền gia hai người thực lực cường đại cụ già đứng dậy, đem hôn mê bên trong Tiền Vạn Quan các người, kể cả tứ đại gia tộc thế lực còn sót lại bộ chúng, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Không gian truyền tống. Theo Tiền gia hai người cường giả thúc giục bí pháp nào đó, trên bầu trời mơ hồ thoáng qua một chút điệp vết, hai người mang đám người nhảy lên, chỉ là ngay tức thì liền biến mất thân hình. Muốn chạy. Cái này cùng kỳ dị năng lực cũng không biến dạng không gian mà chui, cho nên ban đầu liền hỏa phượng đều là chưa từng phát hiện, giống như hai người cường giả hạ xuống lúc như vậy thần bí, biến mất cũng là như vậy. Hỏa phượng trong miệng phun hơi thở, màu đỏ tươi lửa mang không khác biệt công kích, đem núp ở trong hư không thần bí không gian ngay tức thì bắn thủng. Ngăn lại nó. Còn thừa lại ba tên lão tổ đứng dậy, vô cùng quy luật phun trào, ý đồ đem tinh vực không gian vững chắc, dù vậy, vẫn như cũ là có người từ trên hư không rơi xuống. Thấm nhi. Tiêu gia thiên quân cường giả một tiếng quát to, vậy dưới cửu thiên rủ xuống vô số bóng người, bất ngờ có tiêu thấm tại chiều. Lửa mang thế công vạch qua chư thiên, một bóng người phóng lên cao. Ta là luân hồi, ta có thể phá trừ phong ấn, cũng có thể đem ngươi lần nữa phong ấn. Diệp thần thân hình xông phá vân tiêu, quanh thân màu đen nhánh đường vân hiện ra hết, cả người hiện ra hết khủng bố, đem người đẹp ôm vào lòng. Ngay lập tức. Một đạo lửa mang vạch qua Diệp Thần sống lưng, khác thường là vậy đủ rồi xuyên thủng thiên quân cường giả nhất kích, lại là bị Diệp Thần lấy luân hồi thần thân thể chặn, chỉ là trước ngực thấm ra một cái lỗ máu. Quả nhiên, Diệp Thần thân hình vững vàng rơi xuống đất, đem tiêu thấm đặt vào một bên, ở màu đen văn lộ lan tràn dưới, vậy màu đỏ tươi lửa mang, cũng ở đây tắt, thời gian đảo mắt, thân xác đã khép lại. Chính là thái chân cảnh, cũng dám ngăn cản ta. Thấy cái này kỳ dị màu đen văn lộ ngay tức thì, hỏa phượng lệ khí lại là nặng mấy phần, một tiếng kêu to, vô tận tinh vực mặt đất chậm rãi rạn nứt, từng đạo màu máu hỏa trụ thẳng trùng tiêu hán. Các bạn già, liều chết đánh một trận đi, nơi đây một khi tan vỡ, cận thái chi thành lại là khó khăn ngăn cản xúc sinh này nhất kích, dù là không tiếc tự bạo, vậy được tướng lão này phong khốn nơi này. Tiêu gia lão tổ một tiếng than thở. Liền trong tộc nhất là thiên tộc thông minh tiêu thấm đều không có thể trốn bay lên trời, chỉ có thể là tiêu gia bất hạnh, nhất định gánh nước đánh một trận. Tiền gia có thể rút lui, bọn họ không thể. Một khi bọn họ bỏ chạy, liều chết bảo vệ cận thái chi thành ắt sẽ bị lửa cháy mạnh đốt tấn. Các vị tiền bối, các ngươi lực lượng mượn ta dùng một chút, có thể ngăn trở thánh thiên thần hỏa. Ngay tại ba vị cụ già quyết định liều chết để gặp, Diệp Thần yếu ớt thanh âm vang lên. Diệp Thần, ta mau không chịu nổi, cái này đồng xanh hắc quan đường vân quá mức bá đạo. Linh Nhi cắn chặt hàm răng uống tiếng vang lên. Lúc đầu, Diệp Thần lựa chọn đem thần bí quan tài đồng xanh màu đen đường vân thêm tới thân mình, muốn mà chống đỡ kháng thần hỏa, nhưng làm sao sâu màu đen hoa văn bá đạo vô cùng, may là lấy Linh Nhi không gian chi lực điều khiển, vậy chỉ là trong nháy mắt. Nếu có thể được thần lực tương trợ, có thể ngăn cản thần hỏa. Ba đại lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mấy hơi thở sau đó, lúc này quyết đoán, hào hùng thần lực hướng Diệp Thần thân thể vò tới. Rắc rắc, Diệp Thần quanh thân tràn ngập màu đen hoa văn lại nữa tàn phá, ôn hòa mấy phần, nhưng Diệp Thần thân xác vậy vỡ tan theo mở. Tiêu gia lão tổ sắc mặt trầm xuống, nói, không tốt, tiểu tử này thân xác khó mà chịu đựng chúng ta lực lượng cọ rửa. Giữa lúc ba đại cường giả dừng tay để gặp, Diệp Thần nhưng là đưa tay ngăn lại, quanh thân luân hồi huyền bi và luân hồi huyết mạch điên cuồng vận chuyển, Diệp Thần đưa lên ngón tay ngay chớp mắt nổ tung, lại lập lại. Quanh thân thân máu thịt tan vỡ vừa nặng tổ, Diệp Thần nhận chịu vô tận chỗ đau. Trong chốc lát, liền ba đại lão tổ, đều là làm lộ vẻ xúc động, đây là bực nào bền bỉ nghị lực. À,
Diệp Thần một tiếng quát chói tai, chợt phóng lên cao, thông thiên liên cho ta khải. Ùn ùn kéo đến năng lượng màu đen từ Diệp Thần trong cơ thể phún ra ngoài, ở ba đại lão tổ lực lượng ra chỉ dưới, lúc này mới bảo vệ được Diệp Thần thân xác bất diệt. Sâu màu đen mây mù ở tinh vực bên trong giật tán, che lồng liền muôn vàn ngôi sao trong trẻo lạnh lùng ánh sáng, cả tòa mặt đất rơi vào như chết hắc ám. Thu! Hỏa Phượng một tiếng kêu to, đỏ tươi sáng lên, nó hiển nhiên vậy phát giác của lực lượng kia dị thường, mới vừa thoát khốn thánh thiên thần hỏa, cũng không muốn lần nữa ngủ say hạ. Màu đỏ tươi ngọn lửa hơi thở tràn ra bất khuất ý, đốt thủng vặn vẹo không gian mơ hồ đem bộ phận năng lượng màu đen hòa tan. Suy! Một cây màu vàng đen thông thiên liên từ trong mây mù đưa ra, quất vào Hỏa Phượng cánh bên trên. Màu đỏ tươi ngọn lửa cùng màu vàng đen quỷ bí lực lượng xen lẫn, xít sao quấn quanh màu vàng đen thông thiên liên mơ hồ chiếm cứ thượng phong, đem Hỏa Phượng máu thịt rực xuyên thủng. Suy! Lại là một cây thông thiên liên từ hắc vụ bên trong đưa ra, hướng Hỏa Phượng bên kia cánh đâm tới. Hống! Thánh thiên thần hỏa phát ra một tiếng giống giận, hai con vô biên cánh điên cuồng huy động, tinh vực mặt đất bên trên, vô tận ánh lửa giấy lên lửa cháy mạnh, rơi xuống máu loãng dục hỏa tản ra kinh khủng hơn hủy diệt lực, mơ hồ đem thông thiên liên đốt ra tí ti vết rách. Làm sao có thể? Diệp Thần khó có thể tin nhìn không chỗ nào bất lợi thông thiên liên rạn nứt, điều này có thể trấn áp thần quan bảo vật, lại là bị thần hỏa mơ hồ áp chế. Ho! Thông thiên liên bị tổn thương, Diệp Thần một ngụm máu tươi ho ra, hơi thở uể oải mấy phần, vậy trói buộc Hỏa Phượng xích thần, cũng là một hồi giãn ra. Ba đại lão tổ lực lượng ra chỉ không ngừng, nhưng là làm được Diệp Thần thân xác hoàn toàn nổ tung mở. Thất bại. Tiêu Gia Thiên Quân cường giả tự lẩm bẩm, quay đầu lại vẫn là một chàng không sao. Trên hư không thông thiên liên theo Diệp Thần thân thể bạo tán cũng là uy năng vừa rơi xuống ngàn trượng, Hỏa Phượng tà mâu đông lại một cái, bị xuyên thủng mà qua cả hai cánh điên cuồng vùng vẫy, chỗ vết thương tiên máu màu đỏ nước rơi xuống, gặp phải tinh vực mặt đất bên trên mờ mịt bay lên hỏa trụ, tích tích hóa thành từng con tà mâu Hỏa Phượng, vẻ mặt cực độ dữ tợn, hướng thông thiên liên cắn xé đi. Rắc rắc. Mất đi Diệp Thần lực lượng ra chỉ thông thiên liên một cái lên tiếng đáp lại nứt ra tới. Ổ khóa này có thể hạn chế xúc sinh kia. Tiêu Gia lão tổ vội vàng gọi một tiếng, ngoài ra hai người cụ già cũng là ngầm hiểu, pháp thân lần nữa ngưng dậy. Màu tím thần minh pháp thân lại xuất hiện, một tay cầm còn thừa lại một cây thông thiên liên, đem từ Hỏa Phượng cánh chỗ hung hăng rút ra, chợt hôi vụ mấy vòng, hung hăng đeo vào Phượng Hoàng thủ tới giữa, dùng sức kéo một cái. Suy. Màu đen năng lượng tiếp xúc Hỏa Phượng ngay tức thì, thánh thiên thần hỏa phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, một đạo màu máu vọt lên, bắn tung tóe lên Hỏa Phượng máu rơi xuống tại pháp thân bên trên. Xúc sinh này máu đều là như vậy bá đạo. Giọt giọt máu tươi bắn rơi trên đó, pháp thân thống khổ gào lên một tiếng, quanh thân bắt đầu hòa tan, ngay tức thì chính là tiêu tán vô hình. Tiêu Gia lão tổ rơi xuống hư không, quanh thân giấy lên nhàn nhạt màu đỏ tươi ánh lửa. Tùy ý vì sao loại thủ đoạn, đều là không tắt. Mãnh liệt cảm giác đau không ngừng kích thích cụ già thần kinh, dựa theo tình huống như vậy đi xuống, cái này thần hỏa hoàn toàn đem hắn đốt diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Cái thằng nhóc đó còn sống. Tề Gia lão tổ giống như là chộp được rơm giả cứu mạng vậy, đám người một mực bị Hỏa Phượng uy áp bao phủ, căn bản không kịp tỉ mỉ điều tra, Diệp Thần hơi thở yếu ớt thường tích chữ. Hống. Dẫy khỏi khốn Hỏa Phượng bỏ rơi cuối cùng một cây thông thiên liên, nó vậy giống vậy cảm nhận được liền Diệp Thần hơi thở, cái này duy nhất uy hiếp. Mới vừa thương thế, làm được thánh thiên thần hỏa nơi mi tâm 4 giờ lửa mang tức đi một chút, còn sót 3 điểm dấu vết tách ra xuất thần diễm, muốn lớn hạ sát thủ. Mặc dù sát phạt thế công yếu đi mấy phần, nhưng như cũng không phải mấy người bọn họ có thể địch nổi tồn tại, nhìn trước mắt trùng tiêu ngọn lửa, ba người lâm vào tuyệt vọng. Liền ngươi xúc sinh này cũng không làm gì được, nói gì nghịch thế đoạt thiên địa. Vô tận tiên ngọn lửa màu đỏ gió bão tàn phá bừa bãi trung tâm, từng tia huyết khí lực bay lên, tràn vào vậy sắp tiêu tán hắc vụ bên trong. Các vị tiền bối, giúp ta. Diệp Thần thanh âm lại lần nữa vọng về ở tinh vực bên trong, hắn bóng người lại lần nữa ngưng tụ, giữa trời đất lúc trước rơi xuống muôn vàn võ giả lực, tất cả đều hóa nhập Diệp Thần thân mình. Thằng nhóc giỏi. Lại có thể cùng vậy Hỏa Phượng cướp đoạt đầy trời huyết khí lực nhét vào thân mình. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Gia lão tổ trên thân hình,
tràn ngập lên tí tí sương mù màu đen, đem thần hỏa mang tắt. Ba đạo thần mang ngay tức thì lần nữa bao phủ Diệp Thần thân, trên bầu trời vô tận mây đen lăn lăn, đồng xanh thần quan một góc từ tầng mây chỗ sâu lộ ra, Diệp Thần ngồi ngay ngắn trên đó, huyết khí bạo tán. Kết thúc. Diệp Thần nhẹ nhàng líu díu một tiếng, tám sợi thông thiên liên ngay tức thì đều xuất hiện, liền hỏa phượng đều không từng làm ra phản ứng, liền bị miễn cưỡng xuyên thủng ấn đường. Thu. Một tiếng rên rỉ vang lên, nơi mi tâm còn sót ba điểm lửa mang dấu vết lần nữa tắt một phần, còn sót lại hai đốt lửa mang lực, tùy ý họ giãy giụa như thế nào, cũng thì không cách nào thoát khỏi tám sợi thông thiên liên trói buộc. Loài người, vọng tưởng thu phục ta, người còn non một chút. Trong nháy mắt, hỏa phượng tà mâu chớp mắt, nơi mi tâm còn sót lại hai điểm tinh hỏa mang dấu vết cùng tản đi, một khắc sau, động trời hơi thở hiện lên. Không tốt. Diệp Thần trong lòng hiện ra một chút bất an, xúc sinh này dự định đã chết tương bính. Trên hư không, vậy bị tám sợi thông thiên liên vững vàng cuốn lấy nhúc nhích không được hỏa phượng quanh thân vô số thần vũ ngay tức thì hòa tan, hóa thành một đoàn màu đỏ tươi ngọn lửa. Trước kia hỏa phượng lại nữa, mỗi chỉ lông vũ đều là hóa thành một cái nhỏ nhỏ phượng hoàng, ước chừng một người lớn nhỏ, đủ có mấy triệu đám người. Khặc khặc, táng diệt đi. Vô số tiểu phượng hoàng lóe lên vẻ dữ tợn. Rối rít tự bạo mở. Kinh khủng dư âm đem mặt đất trên tiêu thấm thổi lật mấy cái ngã nhào, tỉnh lại mà đến người đẹp xa thấy một màn trước mắt, không khỏi được cả người run rẩy. Trong đó một cái nhỏ không thể ngửi nổi hỏa phượng, cũng không có lựa chọn tự bạo, mà là lui về phía sau, thân hình trùng hợp bị Diệp Thần bắt. Căn nguyên lửa, còn muốn trốn. Diệp Thần thân hình chớp mắt, thẳng hướng Thánh Thiên Thần Hỏa căn nguyên viêm đuổi theo. Cùng lúc đó, cả tòa tinh vực đã ở vô tận phá sập dưới, hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Cái này tinh vực muốn không tồn tại nữa, nếu không có thể từ bên ngoài củng cố phong ấn, nơi đây một khi tan biến, thần hỏa uy thế đem ở ngay tức thì đem cả tòa cận thái chi thành. Chỉ sợ là cả tòa vực ngoại đốt sạch, thậm chí có thể phá ra thái thượng thế giới vách ngăn. Tiêu gia lão tổ sắc mặt tái xanh, cái này tinh vực đã không giữ được, bọn họ phải rút lui. Thấm nhi. Người cùng chúng ta cùng nhau biến dạng hư không, chúng ta cần phải rời đi. Ba đại lão tổ đồng thời nhìn về Tiêu Thấm, sở trường không gian chi lực Tiêu Thấm, dưới mắt cái này cùng sắp tuyệt diệt không gian bên trong, chỉ có nàng có thể làm được. Tiêu Thấm nhìn một mắt Diệp Thần, vậy truy tìm thần hỏa đi bóng người đã ở ngọn lửa dưới sự thiêu đốt đổi được vặn vẹo, liền tầm mắt cũng sinh ra sai lệch. Được. Tiêu Thấm đóng chặt hai tròng mắt, bắt đầu bố trí không gian kết giới. Sau một lúc lâu, Tiêu Thấm con mắt chớp mắt, hư không chỉ điểm một chút hướng thương khung, nhất kích lực, mượn thần hỏa vô cùng uy thế, ngay tức thì vách không gian chướng vỡ vụn thành vô số, ba đại lão tổ làm bộ lên, tràn vào trong đó. Thánh Thiên Thần Hỏa đã không cách nào khống chế. Tiêu gia lão tổ ném lên Tiêu Thấm liền phải rời khỏi, người sau nhưng là nhìn ra xa Diệp Thần phương hướng, một trường đẩy ra lão tổ. Cụ già bị một trường này đẩy ra, hoảng hốt gian quay đầu lại. Tiêu Thấm đã hướng Diệp Thần phương hướng tập kích bất ngờ đi. Thấm nhi, làm sao vô tận ánh lửa cùng tràn vào không gian sau đó, che đi cụ già kêu gào cùng gào thét. Vô tận hỏa phượng vào giờ khắc này, hoàn toàn muốn nổ tung lên. Đủ để hòa tan thiên quân nhiệt độ cao, trong phút chốc cuộn sạch cả tòa tinh vực, trên 9 tầng trời muôn vàn tinh thần, cũng ở đây cùng trong chốc lát dong thành nham nước ép mà ngay tức thì bốc hơi hầu như không còn. Cận Thái Chi Thành. Hai đạo chật vật bóng người thoát ra. Tứ đại gia tộc gia chủ bên ngoài chờ, Tiêu Túc thấy vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, làm sao không gặp gia tộc mình lão tổ. Dẫn đầu lao ra tinh vực, chính là Tề gia cùng Chu gia hai vị lão tổ. Chẳng lẽ lão nhân kia bỏ mình? Hai người quay đầu lại nhìn về sau lưng không gian, nhiệt độ kinh khủng đã tràn ra một chút hủy diệt ý, đem hắn hai người thân xác ngay tức thì tổn thương nặng. Mọi người ở đây ngay tức thì rút đi chăm dặm. Lão tổ thực lực như vậy khủng bố, cũng có thể bị thương nặng. Vèo. Một bộ xương khô từ không gian sau đó chui ra, chợt hai người khác hét lớn một tiếng. Phong ấn giới này. Hai người vô thượng lực lượng lộ ra, nối liền cận thái chi thành khí vận, lấy thần hồn làm giới, hoàn toàn phong tồn tinh vực. Thánh Thiên Thần Hỏa một khi tiết ra ngoài, cận thái chi thành muôn vàn sinh linh đem sẽ hủy trong chốc lát. Thậm chí liền thái thượng thế giới vũ hoàng cổ đế cũng sẽ giận cá chém thất tại chúng ta.
tựa hồ nhìn thấu Tiêu gia cụ già không biết làm sao, ngoài ra hai người cụ già mở miệng nói. Có thể thấm nhi. Tiêu gia cụ già ánh mắt đưa ngang một cái, mở ra tinh vực, ta được tướng thấm nhi mang về. Thần hỏa lực, sợ rằng nguy hiểm. Hai người không có tiếp tục nói hết, uy thế như vậy lực lượng, đừng nói Tiêu thấm, sợ rằng vậy nhất giới đều đã cháy hết, cho dù là trở về, có thể liền mảnh xương vụn cũng không tìm được chứ. Thời khắc này tinh vực bên trong, Tiêu thấm dựa vào không gian ngăn cách lực, ngăn cản chốc lát ánh lửa cháy, tìm được Diệp thần thân hình. Diệp tiên sinh, tí ti đỏ tươi mang đã nhập vào cơ thể, Tiêu thấm quanh thân giấy lên nóng rực ánh lửa, Diệp thần thấy vậy, vội vàng đem phò hộ ở bên người. Mượn thần quan thần bí kia màu đen lực lượng, thay Tiêu thấm đỡ được một kiếp. Khặc khặc, thằng nhóc, hiện tại ngươi không chỗ có thể trốn. Đắm chìm trong biển lửa Phượng Hoàng đi vòng vèo mà về, chỗ tòa này hoàn toàn đốt ở giữa thiên địa, nó là vô địch tồn tại. Làm một giao dịch như thế nào? Thánh thiên thần hỏa hiển nhiên nhìn thấu Diệp thần khác thường, chợt mở miệng nói. Hoàn toàn giải khai ngươi phong ấn. Diệp thần mở miệng nói. Thông minh, ngươi thả ta rời đi, ta thả ngươi rời đi, hai không thiếu nợ nhau, chẳng phải tốt thay. Màu đỏ tươi trong biển lửa Phượng Hoàng trên dưới lật bay. Nhìn vậy tự thành một vực lấy không gian chi lực ra chỉ màu đen thần bí minh văn chắn hỏa lưu sau đó, ngồi xếp bằng Diệp thần. Ngươi không có tư cách. Diệp thần nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nói gì sao? Thánh thiên thần hỏa linh tà mâu chớp mắt, giọng ngay tức thì lạnh mấy độ. Thần hồn linh, cũng dám cùng ta kêu gào. Diệp thần đã sớm nhìn thấu, hỏa phượng lúc trước lấy tự thân máu thịt tự bạo, mới vừa dẫn được tinh vực nhất giới hoàn toàn cháy hết. Dưới mắt vô tận trong biển lửa, thần hồn mặc dù không diệt, nhưng nó vậy không có những thứ khác lá bài tẩy. Nếu như nghĩ ra đời, chỉ có thể chờ đợi tinh vực vậy miễn cưỡng không ngừng lửa mang cháy hết, mới có thể gây dựng lại máu thịt, ở chỗ này trước. Tuyệt không cơ hội. Thánh thiên thần hỏa không có chú ý tới phải, thời khắc này Diệp thần, cùng lúc trước so sánh, lớn không nơi cùng. Không ức chế được. Mất đi mấy vị lão tổ lực lượng gia trì. Chín đỉnh tới giữa thần quan lần nữa dị động, vô tận hắc mang bao phủ Diệp thần, cũng hướng thánh thiên thần hỏa lan tràn đi. Ừ, ta xem ngươi có thể nhịn bao lâu. Từng đạo ngọn lửa kẹp theo thần thì, ùn ùn kéo đến sóng lửa đem Diệp thần cùng Tiêu thấm bao trùm ở biển lửa để cháy. Từng tia màu đen năng lượng xông ra. Đi chết đi, khặc khặc. Hỏa phượng tàn nhẫn cười một tiếng. Mà vậy mong không thấy đáy biển lửa dưới, một màn quỷ dị tiệm khởi. Thánh thiên thần hỏa linh tập trung trong thiên địa thần diễm, nhưng chỉ có thể áp chế năng lượng màu đen giật tán, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn. Trọng yếu hơn chính là, biển lửa dưới xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này là một cái bé gái. Bé gái giống như ngọn lửa ngưng tụ, con người trong suốt gian đều là lộ ra tức giận và kiên nghị. Nàng chính là Nhan Tuyền Nhi. Nhan Tuyền Nhi nhìn một cái sau lưng Diệp thần, rồi sau đó vừa nhìn về phía vậy phiến biển lửa. Gần từng chữ, ai cũng không có khi dễ công tử tư cách. Diệp thần có chút bất ngờ, hồi lâu không thấy đạo linh lửa Nhan Tuyền Nhi sẽ xuất hiện vào lúc này. Mấu chốt đạo linh lửa mặc dù mạnh mẽ, cũng có thể hấp thu thánh thiên thần hỏa, nhưng hôm nay thánh thiên thần hỏa và hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nhan Tuyền Nhi không nhất định có thể kháng tranh. Bất quá nếu như Nhan Tuyền Nhi và khí thế tuyệt cảnh kết hợp, có lẽ có một đường sinh cơ. Hô! Mấy ngày sau. Diệp thần lần nữa mở ra đôi mắt, trong con ngươi thoáng qua một chút sát phạt, nhàn nhạt nói, đa tạ ngươi thần diễm lực, mới ngăn cản trong cơ thể bạo động. Bây giờ ngươi, quá yếu. Diệp thần đứng dậy, bên người bàn vòng quanh Nhan Tuyền Nhi, từng bước một hướng hỏa phượng linh đi tới, mặc cho kỳ thần diễm cháy, đều là đối hắn không tạo được tổn thương. Ngươi căn nguyên lực yếu ớt, có thể điều động thần diễm lực vậy uy năng không tích chữ, cảm ơn ngươi lấy thần diễm chân áp trong cơ thể ta sao động. Thánh thiên thần hỏa thoáng qua vẻ tức giận. Dám coi thường ta, hèn mọn ra hỏa. Thần hỏa linh hóa thành vô số hỏa phượng hướng Diệp thần thân xác cắn xé đi, muốn đem Diệp thần ăn sống nuốt tươi. Nhan Tuyền Nhi trên mình ánh sáng sáng chói tách ra ra, màu đỏ tươi biển lửa giống như sóng lớn cuồn cuộn, ngay tức thì bị mạnh mẽ bám vào lực cướp đoạt không còn một mống, tràn vào Nhan Tuyền Nhi trên mình. Đồng thời, Diệp thần trên thân thể, một món phượng hoàng đồ đằng bắt đầu lóng lánh. Từ hắn trên cánh tay chậm rãi hiện ra, cánh tay trái cánh căn căn thần vũ tản ra màu đỏ tươi lửa mang, khác thường nhưng là không có bất kỳ sát phạt lực.
ôn hòa lực lượng bồi dưỡng Diệp Thần luân hồi huyết mạch, một hồi xốp giòn cảm giác tê tê dòng nước chảy qua. Cả tòa trong tinh vực tim nhiệt độ kinh khủng không ngừng hướng Diệp Thần và đạo linh lửa Nhan Tuyền Nhi tràn vào, người trong cuộc nhưng là tắm thần hỏa vậy thoải mái, làm được bên người Tiêu Thấm trợn to hai tròng mắt, liền bốn đại lão tổ cũng không làm gì được được thần hỏa, lại là tràn vào Diệp Thần và một cái ngọn lửa khéo léo trong cơ thể. Vù vù, một tiếng tiếng vo ve vang lên, Diệp Thần quanh thân, một cái màu đỏ tươi phượng hoàng đồ đằng dược nhiên tại trước ngực, rất sống động. Thoải mái. Theo Diệp Thần một tiếng quát to, trước ngực phượng hoàng đứng đầu cũng là một tiếng kêu to, theo kỳ chủ lên tiếng. Hỏa phượng linh nhãn gặp tự thân thần diễm bị Diệp Thần hấp thu, lúc này liền muốn bỏ chạy, Nhan Tuyền Nhi chủ động ra tay. Tràn đầy thiên hỏa diễm bọc, giống như một cái miệng to, trực tiếp đem vậy hỏa phượng linh nuốt vào. Ca. Hỏa phượng linh bị lửa lớn nuốt diệt, một cổ dây dứt nhiệt lưu ngay tức thì vạch qua Diệp Thần quanh thân kinh mạch. Đạo linh lửa Nhan Tuyền Nhi và mình vốn là một thể. Luân hồi thiên nhãn dưới, Diệp Thần mới phát hiện, mình một bộ luân hồi thân thể, đang bị căn nguyên thần hỏa miễn cưỡng luyện hóa. Từng cây một xương ở thần diễm nướng dưới, hòa tan thành hỏa lưu theo huyết mạch cùng vận chuyển. Tiêu Thấm nhìn trước mắt Diệp Thần tản ra kinh khủng nóng bỏng hơi thở, tay chân luống cuống. Ta không có sao. Yếu ớt thanh âm vang lên, Diệp Thần uể oải thanh âm truyền tới. Tiêu Thấm lúc này mới yên lòng. Cùng lúc đó, cận Thái Chi Thành bên trong, Tiêu gia lão tổ mấy ngày tới đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn là quyết định giải khai phong ấn, cưỡng ép đem Tiêu Thấm mang ra khỏi. Oanh! Phong ấn giãn ra ngay tức thì, tinh vực vòng ngoài sớm bị niêm phong thần hỏa tàn phá mấy ngày, nhiệt độ kinh khủng cô đọng đè ép, ở đó phá vỡ một món lỗ hồng tản ra nửa điểm mà đỏ tươi, trong phút chốc liền đem cụ già đè ở trên đó bàn tay thổi thành lau một cái bụi bặm. Đáng chết! Nháy mắt tức thì cụ già người nhẹ nhàng trở lui, kinh khủng kia đỏ tươi vẫn đang cháy, vậy đâm thủng thần hồn cảm giác đau làm hắn ngay tức thì làm ra quyết đoán, đem nguyên cái cánh tay phải bỏ đi. Nhìn vậy tay cụ chỗ không ngừng tràn ra một chút thần hỏa hơi thở, hắn biết được, mạng mình coi như là giữ được, nhưng cái này vào cơ thể thần hỏa, nhưng là làm được máu thịt lại cũng không cách nào sống lại. Chỉ là vội vã liếc một cái, liền vĩnh cửu bỏ đi lần nữa đặt chân ý niệm. Xoay người củng cố phong ấn, dậm chân rời đi. Hình ảnh quay về. Oanh! Tiêu Thấm đã đếm không hết đây là lưu lại ở trong tinh vực lòng ngày thứ mấy, kinh khủng thần diễm lực bị Diệp Thần và cái đó thần bí cô gái nhét vào đan điền, nàng lấy không gian chi lực ngăn cách ra thế giới nhỏ bên trong, lại không kinh khủng hơi thở lưu truyền, ở đó vách không gian chướng sau đó, nhưng là tàn phá bừa bãi đỏ tươi lửa. Diệp Thần quanh thân lại là một hồi sóng nhiệt hơi thở phun trào. Lần này, dục hỏa sống lại. Rắc rắc, đôi mắt đột nhiên mở ra, con người bên trong thoáng qua một chút thần diễm, tả mục bên trong phun trào vô tận biển lửa, bên phải mục tới giữa phượng hoàng quanh quần, một màn này, làm được Tiêu Thấm nhất thời sinh lòng tiện ý. Không hổ là phụ thân tiên đoán người, quả nhiên có thiên tư ngút trời. Tiêu Thấm không khỏi cảm khái, Diệp Thần thần bí kia màu đen lực lượng, lại liền lão tổ không làm gì được được hỏa phượng đều là bị luyện hóa. Nhan Tuyền Nhi, người hiện đang nắm trong tay được như thế nào? Diệp Thần hỏi. Nhan Tuyền Nhi do dự hồi lâu, mở miệng nói, công tử, thánh linh lửa quá mức mạnh mẽ, ta cần thời gian rất dài luyện hóa, nhưng ta có thể hóa là hỏa phượng trợ lực công tử. Ngay lập tức, Nhan Tuyền Nhi hóa thành một cái phượng hoàng hư ảnh chậm rãi hiện lên tại Diệp Thần trước người, nhưng nơi này trước bất đồng chính là, vậy hỏa phượng tám mâu, nhưng là lại cũng không gặp. Đáng tiếc. Hỏa phượng linh cần lần nữa thai nghén, nếu không Nhan Tuyền Nhi ngươi liền cường đại hơn thêm. Theo Diệp Thần khẽ than một tiếng, thân hình cũng là chậm rãi đứng, ở bên người hắn quanh quẩn bay múa hỏa phượng hoàng, mất đi ngày xưa bướng bỉnh không kềm chế được tà tính. Cũng coi là niết bàn sống lại đi, Nhan Tuyền Nhi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi lấy mạnh hơn tư thái, trọng lâm tuyệt điên. Tâm niệm vừa động, lửa hoàng một tiếng kêu to. Hóa thành lau một cái lưu quang chui vào Diệp Thần ngực, tại hắn da thịt bên trên quanh quẩn lượn lờ. Đây là, biết nhúc nhích xăm. Tiêu Thấm giống như là một tò mò bảo bảo vậy, nhìn lưu chuyển khắp Diệp Thần da thịt dưới lửa hoàng, mắt sáng chớp mắt, cái này cùng lúc trước vậy hủy thiên diệt thế thánh thiên thần hỏa so sánh, là thật lộ vẻ được đáng yêu rất nhiều. Nên rời đi nơi đây. Diệp Thần đầu ngón tay vẻ tròn, ở trước người của nó. Lau một cái màu đỏ tươi năng lượng đồng loạt dòng dã đem không gian cắt ra.
không gian chi lực. Tiêu Thấm kinh hô thành tiếng, nhưng theo bản năng lại là lắc đầu, đây cũng không phải là không gian chi lực, mà là vậy thánh thiên thần hỏa uy lực. Kinh khủng này thần diễm, cũng có thể diệt thế, lau một cái chính là có thể đem cái này tinh vực không gian lửa đốt mặc. Bất quá Tiêu Thấm rõ ràng phát hiện cái này thần diễm lực lượng yếu đi không thiếu, nhưng trưởng thành giá trị tuyệt đối khủng bố. Như vậy lực lượng bá đạo, sẽ không sai. Nàng ở Diệp Thần xuất thủ trong nháy mắt, cảm thấy một loại tim hồi hộp cảm giác, vậy là tới từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Ngọn lửa này, một khi dính, chỉ sợ là mình, vậy sẽ cực kỳ nhức đầu. Lấy trước mắt Diệp Thần thái chân cảnh tu vi khởi động thánh thiên thần hỏa, mặc dù xa không đạt tới đồ thần trình độ, nhưng đối mặt một ít ngày quân cường giả, thì thật có thể theo như đối phương tách vật cổ tay. Ngay tại Tiêu Thấm ngẩn ra để gặp, hai người thân hình đã xuất hiện ở cận thái chi thành bên ngoài. Bỏ mặc nói thế nào, chuyến này vẫn là đa tạ Tiêu gia chủ tương trợ, nếu không phải ngươi thời khắc mấu chốt động thân, ta cũng không nhất định đi tới cuối cùng. Diệp Thần hướng về phía Tiêu Thấm ôm quyền cười một tiếng. Diệp tiên sinh khen, ta cũng không giúp lên cái gì bận rộn, gia phụ có nói, như Diệp tiên sinh có cần, Tiêu gia ta ổn thỏa hết sức tương trợ. Tiêu Thấm khẽ mỉm cười. Lúc trước sớm liền nhìn ra Diệp Thần có chuyện quan trọng truyền thân, hôm nay thần hỏa tới tay, trước mặt nam tử chỉ sợ cũng là muốn rời đi. Diệp Thần nghe vậy, hơi sững sờ, hồn điển tôn vương Tiêu Mục đối trước mắt cô gái nói những gì, hắn một mực không biết. Tinh vực một nhóm, tứ đại gia tộc thương vong thảm trọng, Tiêu gia chính gặp lúc đang nhiều việc, cần người chủ sự, người ta có duyên phận tử sẽ gặp lại. Diệp Thần vì là Tiêu Thấm tốt. Lúc trước đặt chân cận thái chi thành chính là gặp lục đục tần phát Tiêu gia, hôm nay Tiêu gia đại trưởng lão sợ rằng phải sanh sự. Đa tạ Diệp tiên sinh. Tiêu Thấm hướng về phía Diệp Thần cung kính một bái, vô luận như thế nào, trước mắt cái này Diệp Thần đều là không thể khinh thường, còn nhỏ tuổi chính là có thể thu phục thần diễm thánh thiên thần hỏa, thiên tư lại là chắc tuyệt, liền phụ thân cái này cùng năm đó vực ngoại bá chủ cũng đối hắn khen có thừa. Thằng nhóc, nếu chuyện chỗ này, ta đáp ứng ngươi trừ đi người nọ là một, từ sẽ thực hiện. Đột nhiên, trên bầu trời, Tiêu Ngục thanh âm vang lên. Tiêu Thấm nghe được phụ thân thanh âm, rõ ràng sửng sốt một chút, hốc mắt hồng nhuận. Phụ thân, Thấm Nhi, chỉnh đốn Tiêu gia là một, mong ngươi để bụng, cầm ta thủ lệnh, ngươi chính là Tiêu gia chân chính người nói chuyện, dám can đảm nghị luận người, giết. Tiêu Ngục trong trẻo lạnh lùng tiếng quát truyền tới, dặn dò. Tiêu Thấm dưng dưng gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Thần bóng người rời đi, ở sau lưng, tay cụt cụ già thân hình chậm rãi thoáng hiện. Lão Tổ, nhìn cụ già cánh tay phải ra giữ tợn đáng sợ vẫn đang dỉ máu vết thương, Tiêu Thấm rõ ràng sửng sốt một chút. Vết thương của ngài, nàng rất khó tưởng tượng, thân là Lão Tổ loại cấp bậc này cao thủ, lại có không cách nào khép lại tổn thương thế. Người phụ thân, Lão người thần sắc phức tạp, rất hiển nhiên, Tiêu Ngục hắn là biết. Mới vừa hết thảy, hắn vậy đều nghe được. Tiêu Ngục sở dĩ hiện thân, cũng là vì cho hắn gõ chuông báo động, không thể đối Diệp Thần ra tay, toàn lực phụ tá Tiêu Thấm. Hết thảy các thứ này, hắn trong lòng hiểu rõ. Tuy là lão tổ, nhưng ở đã từng là hồn điển tôn vương Tiêu Ngục trước mặt, hắn như cũ không đủ xem, nếu là bị thanh toán, 10 con mệnh cũng không đủ Tiêu Ngục lấy. Đã như vậy, ngươi liền giữ hắn dặn dò đi làm đi, ta sẽ hết sức chống đỡ ngươi. Vậy Diệp Thần, rất tốt. Cụ già tay cụt chỗ vết thương, từng giọt máu đỏ tươi thấm hạ, nhỏ xuống chỗ, bách thảo điên dài, vào giờ khắc này, dù là lão tổ, so với Diệp Thần cái này cùng thiên tư yêu nghiệt người tuổi trẻ, cũng là sinh ra một chút xế chiều cảm giác, cùng Tiêu Thấm sóng vai, hướng cận thái chi thành bên trong đi tới. Cái này cận thái chi thành trời, cũng nên thay đổi một chút. Mà giờ khắc này Diệp Thần, đang đi cứu tôn lão trên đường. Âm ma thánh tổ, sát thí đại đế, mối thù này cũng nên trả các ngươi. Thời khắc này cận thái chi thành bên trong. Ngươi nói gì sao, Tiêu Thấm sống trở về. Vương gia phủ đệ chỗ sâu, truyền tới một tiếng không cam lòng gầm lên. Hôm nay tứ đại gia tộc, vương gia lão tổ chết, địa vị bá chủ tràn ngập nguy cơ, mà mất đi lão tổ trấn giữ vương gia, tự nhiên vậy trèo không lên Tiêu gia cây đại thụ này. Diệp Thần. Vương Đằng ẩn thân bên trong kiềm chế không dưới lửa giận, hết thảy các thứ này đều là bái cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử ban tặng. Gia chủ, dưới mắt Tiêu gia giống vậy cũng không khá hơn chút nào, nghe Tiêu gia lão tổ lúc trước dò xét tinh vực phong ấn, bị thần hỏa lửa đốt thân,
bị thương. Thư sinh ở một bên tính dò xét hỏi. Vương Đằng vẻ mặt phức tạp, nắm chặt hai quả đấm không dừng được run rẩy. Sau một lúc lâu, giống như là thỏa hiệp vậy than thở một tiếng, trong mắt vẻ oán độc lần nữa ngưng dậy. Tề gia và Chu gia mới là lần này lớn nhất lấy được lợi người. Dù là ta Vương gia hữu danh vô thực, cũng phải kéo ngươi Tiêu gia chịu tội thay, lập tức liên lạc ngoài ra hai gia tộc lớn tộc trưởng, chỉ cần có thể diệt trừ Tiêu thị, ta Vương gia không tiếc bất cứ giá nào. Vương Đằng cắn răng nghiến lợi, cân nhắc từng câu từng chữ nói. Dù là không tiếc lâm vào là phụ thuộc, cũng phải để cho Tiêu gia đền mạng. Mà giờ khắc này đã cách xa cận Thái Chi thành Diệp Thần, đối với Tiêu gia sắp đến nguy cơ, nhưng là chút nào không biết. Thiên cung chi địa, Thiên cung thần giáo. Thiên Tuyết Tâm cầm đầu đại sảnh nghị sự bên trong, bóng người lộn xộn, đang ngồi mấy vị cường giả sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời. Âm Ma Thánh Điện bắt giữ Tôn lão, có phải là vì dẫn Diệp Thần hiện thân? Ngô Ngọc Chi thua lập, nhìn liên minh bên trong cái khác thế lực mấy đại tông chủ, mở miệng nói. Ba ngày trước, Âm Ma Thánh Tổ hạ xuống Thiên Cung chi địa, tại Lâm Thiên Thành trên hiện thân uy hách, theo lúc đó người xem nói, ở người bên, có một tên hấp hối cụ già bị nhốt, nếu không phải vậy hơi phập phồng ngực lộ ra phân nửa sức sống, đám người còn tưởng rằng là một cổ thây khô. Căn cứ tình báo tới xem, Tôn lão tình huống cực kỳ gay gâu. Nhân tộc liên minh chủ, Thiên Cung thần giáo Thiên Tuyết Tâm cũng là hiện thân đầu tường nghênh chiến, cùng Âm Ma Thánh Tổ giao thủ, nhưng là không địch lại sa sút. Nếu không phải Huyết Ma Tông Huyết Ma lão nhân cùng Tu La Tông La Thành các người kịp thời tiếp viện, sợ rằng cục diện đem sẽ rất khó chịu. Ở sau đó, Âm Ma Thánh Tổ lưu lại một lời, chính là trôi giạt rời đi. Diệp Thần, muốn làm con rùa đen rút đầu, vậy thì là bọn họ từng cái nhặt xác. Rất hiển nhiên, vì ép Diệp Thần hiện thân, Tôn lão là người thứ nhất, nhưng tuyệt không phải người cuối cùng. Minh chủ, ta cảm thấy chuyện này tu thảo luận kỹ hơn. Thiên gió các ôn thanh sơn mở miệng, hắn dĩ nhiên là biết được Thiên Cung thần giáo cùng Tôn Linh thiên tộc Tôn lão quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng lúc trước Lâm Thiên Thành đánh một trận, Âm Ma Thánh Tổ thực lực tiến nhiều, đã xa không phải hắn cửa có thể địch. Bây giờ Âm Ma Thánh Tổ, cũng không phải là dựa vào chàng mấy tên cường giả có thể chống cự, cho dù là có viễn cổ truyền thừa Thiên Tuyết Tâm, bằng vào xương hoa kiếm cũng chỉ có thể làm được bảo toàn tánh mạng mà thôi. Huyết Ma Tông Huyết Ma lão nhân cùng Tu La Tông La Thành ánh mắt lơ lửng, rất hiển nhiên, thành tựu lúc trước Âm Ma Thánh Điện phụ thuộc, ở quá thần rời núi quay ngược lại Mâu Thiên Cung thần giáo, hôm nay Âm Ma Thánh Tổ nếu như thanh toán. Lấy bọn họ thực lực, Âm Ma Thánh Tổ nhịp bước, nhưng mà không ngăn được phân nửa. Minh chủ, ta cho rằng giờ phút này hẳn bão đoàn sưởi ấm, chúng ta liên thủ, sẽ hắn một lát. Tôn Linh Thiên tộc lão gia tại Thiên Cung thần giáo có ân, không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Huyết Ma lão nhân trầm giọng nói. Ôn Thanh Sơn nhưng là mở miệng nói, làm sao, người cái này lão quỷ sợ Âm Ma Thánh Điện thanh toán, dự định kéo toàn bộ liên minh làm chỗ dựa vững chắc. Một bên Tu La Tông La Thành cũng là đứng ở Huyết Ma lão nhân một bên lên tiếng bảo vệ, hiển nhiên, hắn cũng cùng Huyết Ma Tông dưới mắt giống vậy tình cảnh. Ngồi đàng hoàng ở ghế đầu Thiên Tuyết Tâm sắc mặt tái xanh, dưới mắt chưa làm ra quyết sách khai chiến hay không, liên minh cũng đã là tự loạn căn cơ trận cước. Tôn lão nàng không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc, nhưng chỉ là Âm Ma Thánh Tổ thực lực đã không lường được, bên người hắn người nọ. Lại là cực kỳ khủng bố. Một hồi tưởng lại Âm Ma Thánh Tổ bên người ra hỏa, nhưng mà một tôn không kém chút nào nàng tồn tại. Thiên Tuyết Tâm trong chốc lát lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Ừ, giữa lúc hết đường xoay sở để gặp, một đạo quen thuộc hơi thở xuất hiện ở mình cảm giác trong phạm vi, Thiên Tuyết Tâm sắc mặt khó coi hỏa hoãn mấy phần. Nhìn về đại sảnh nghị sự ra, ánh mặt trời nóng rực vẩy chiếu, lãnh đạm bóng người đứng gần, chính là đi đường mệt nhọc chạy về Diệp Thần. Diệp Thần dậm chân mà vào, trong mắt chính là nhìn vòng quanh mọi người ở đây, nếu nói là đến sâu xa, cho dù là Thiên Cung thần giáo cùng Tôn quen biết đã lâu, cũng là bởi vì Diệp Thần lên, cùng nhau đi tới, cụ già thay hắn đỡ được quá nhiều, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Diệp Thần trưởng thành. Hiển nhiên, một đường mà về. Một ít lời đồn đãi hắn cũng nghe nói, mới vừa mọi người thảo luận tiếng, cũng không có tránh được Diệp Thần tai mắt, Diệp Thần bình tĩnh bề ngoài dưới, tâm cảnh nhưng là hoảng loạn mấy phần. Diệp Thần, ngàn vạn lần không thể rối loạn đúng mực, được việc ở người, huống chi Âm Ma Thánh Tổ chỉ là muốn ép ngươi hiện thân mà thôi, Tôn lão trước mắt. Thiên Tuyết Tâm muốn nói Tôn lão tánh mạng thượng tích chữ,
nhưng liên tưởng đến cụ già vậy bộ dáng thê thảm, lời an ủi nhưng là làm sao cũng không nói được miệng. Huyết ma lão nhân cùng La Thành hai người mắt gặp chánh chủ Diệp Thần hiện thân, lúc này liền là âm ngoan nói, đối phương chỉ là muốn tìm Diệp Thần, hôm nay hắn ngay tại này, giao ra cho giỏi. La Thành cũng là trong mắt lóe lên hàn mang, rất nhiều một lời không hợp liền đánh thế. Diệp Thần bọn họ lúc trước chính là nghe nói qua, một cái khá có thiên phú người tuổi trẻ mà thôi, nếu như bắt giữ giao cho âm ma thánh điện, nói không chừng. Hết thảy sự việc cũng có thể giải quyết. Ôn Thanh Sơn nhưng là quả quyết quát bảo ngưng lại, huyết ma lão quỷ, im miệng. Cái này cùng bị ổi nói như vậy, người cũng dám muốn. Diệp Thần nhưng là quắc mắt lạnh đúng, ngược lại không phải là hắn cố ý che giấu hơi thở, hắn hôm nay, đã sớm siêu thoát những người này bên trên, huyết ma lão nhân đối Diệp Thần ấn tượng, còn dừng lại ở cái đó bị thần vũ điện bao vây tiếu trừ Diệp Thần trên mình. Hừ, lão phu đây là vì liên minh hòa bình kế hoạch lâu dài lo nghĩ, hy sinh một người, đổi lấy trăm năm hòa bình, chính là thượng sách. Mặc dù biết Diệp Thần thủ đoạn quỷ dị, vậy do hắn huyết ma lão nhân, bắt cái kế tiếp Diệp Thần vẫn là dư sức có thừa. Thiên Tuyết Tâm cũng là sắc mặt một hồi xanh mét, lại muốn đổ mâu. Ngươi nói gì sao? Diệp Thần tầm mắt chuyển qua huyết ma lão nhân trên mình, nhàn nhạt mở miệng nói, thời khắc này Diệp Thần chính gặp phi tôn lão phiền tim lo lắng để gặp. Thiên Tuyết Tâm rõ ràng, cái này lão quỷ là hoàn toàn đụng phải trên họng súng, bởi vì hôm nay Diệp Thần, liền nàng cũng mơ hồ có chút nhìn không thấu. Nàng cũng nghe nói luân hồi chi chủ đoạt được luân hồi thiên kiếm sự việc. Mặc dù không biết thật giả, nhưng kể từ lúc này Diệp Thần quanh thân tản ra đạo vận tới xem, tuyệt đối là thật. Om sòm tiểu tử, ngươi. Huyết ma lão nhân tà cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, nhưng là phát hiện, trước mặt Diệp Thần chẳng biết lúc nào, quanh thân đã quanh quẩn nổi lên màu nhạt oanh chiếu rọi, cả tòa đại sảnh nghị sự nhiệt độ đều là tăng lên mấy phần. Diệp Thần tại chỗ hai tay thua lập, từ đầu chí cuối chưa từng nhúc nhích nửa bước, trong mắt bên trong nhưng là phảng phất có ngọn lửa lật bay, chợt huyết ma lão nhân quanh thân ngay tức thì giấy lên màu đỏ tươi thần hỏa. À! Một tiếng đau tê tâm liệt phế hống, huyết ma lão nhân hơi thở ngay tức thì uể oải, toàn thân máu thịt hòa tan đồng thời, lại là thần hồn vậy bắt đầu rời thân thể. Trước mắt một màn quỷ dị này, làm được tại chỗ cả đám, rối rít rơi vào đờ đẫn. Phải biết, thiên cung chi địa, huyết ma lão nhân không tính là mạnh, nhưng vậy đủ để ngạo thị nhất giới, lật giữa trường có thể tồi thành, đổ biển. Thậm chí, huyết ma lão nhân cũng coi là thiên cung chi địa thế hệ trước thành danh cường giả. Cùng Thiên Tuyết Tâm sư tôn vô không cụ già cùng một thời đại, ngang dọc thiên cung chi địa vô sổ năm, sinh mạng hiển hách, đường đường đứng đầu một tông, nhưng là bị Diệp Thần một cái ánh mắt chấn nhiếp. Diệp Thần, lão phu biết sai rồi. Không không không, tiểu gia, ta biết lỗi rồi, đừng giết ta. Chật vật huyết ma lão nhân ngay tức thì quỳ xuống đất, hướng về phía Diệp Thần lãnh đạm thân hình không dừng được dập đầu, linh hồn chỗ sâu truyền tới cảm giác đau kích thích hắn giác quan. Giờ phút này liền vậy quỳ lập hai chân, đều đã biến thành cho tàn. Cái này kể cả thần hồn cùng thiêu đốt quỷ dị ngọn lửa, lại cháy đi xuống, không ra mấy tức, hắn chính là sẽ hoàn toàn tiêu tán ở nơi này thế gian. Ngọn lửa này có lẽ không là đáng sợ nhất, nhưng Diệp Thần đoạt được luân hồi thiên kiếm sau luân hồi chi chủ khí thế, nhưng là không người có thể dung chuyển. Cố nhiên không địch lại khí thế tuyệt cảnh cái tên kia, nhưng đối với kháng cái này huyết ma lão nhân, dư sức có thừa. Dám can đảm khác thường tim, phong ngươi 10 năm tu vi. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, quanh thân màu nhà thánh thiên thần hỏa lực chậm rãi tiêu tán, đồng thời huyết ma lão nhân quanh thân thiêu đốt tiên ngọn lửa màu đỏ cũng theo đó tắt, biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất từ không xuất hiện qua vậy. Ho! Huyết ma lão nhân như chút được gánh nặng, phun ra một ngụm máu tươi, nhỏ xuống ở trên đại điện, huyết dịch sôi trào ngay tức thì đem thần bí kia chất liệu đổ bê tông sàn nhà ăn mòn. Diệp Thần một cước nhẹ nhàng nâng dậy dẫm ở huyết ma lão nhân quỳ lập bả vai bên trên, mở miệng nói. Cái này thần hỏa, 10 năm bên trong sẽ không tắt, nó sẽ một mực cháy máu ngươi khí, đem ngươi chọn đời tu vi chấm từng bước xâm chiếm, 10 năm sau ngươi còn có thể có nhiều ít dư lực, liền tự cầu nhiều phúc đi. Ôn Thanh Sơn cùng La Thành các người ngay tức thì lộ vẻ xúc động, bọn họ cảm giác rõ ràng đến, huyết ma lão nhân bán thần hơi thở, đã bắt đầu dao động. Mới qua bao lâu đã là như vậy, 10 năm sau đó. Lão này coi là hoàn toàn phế. Diệp Thần chăm chú nhìn về Tu La Tông La Thành,
người trung niên này bộ dáng thiết tháp người đàn ông hen thức thời cúi xuống đầu cao ngạo, ánh mắt né tránh, hướng về phía Thiên Tuyết Tâm nói. Tu La Tông, vậy do minh chủ điều khiển. Chợt quỳ một chân trên đất, hoàn toàn thần phục. Diệp Thần cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về Thiên Tuyết Tâm mở miệng nói, ta có ứng đối phương pháp, cần ngươi hỗ trợ. Được, Thiên Tuyết Tâm lúc này kêu, một bên Ngô Ngọc Chi nhìn trước mắt ưu việt Diệp Thần ngơ ngẩn xuất thần, lúc này mới bao lâu không gặp, liền có thể như vậy tùy tiện lột bỏ ở nàng trong mắt cao cao tại thượng tiền bối tu vi. Mình cùng hắn chênh lệch, đã cách Thiên Uyên. Những người khác chấn thủ liên minh để ngừa âm ma thánh điện bộ chúng thừa dịp hư mà vào, ta và Thiên Tuyết Tâm minh chủ đi đi liền hồi. Diệp Thần ánh mắt nhu hòa mấy phần, nhìn về Ôn Thanh Sơn cụ già, dặn dò Ôn lão, liên minh phiền toái ngài phí tâm. Ngoài ra hai thế lực lớn chủ chưa từng đến sân, Huyết Ma Tông cùng Tu La Tông dự đoán ở mình thủ đoạn chấn nhiếp dưới, không dám có phân nửa dị động, dưới mắt chỉ có Ôn Thanh Sơn thích hợp tạm trưởng ấn soái, vững chắc phía sau. Dẫu sao âm ma thánh tổ, nhưng mà nổi danh quỷ kế đa đoan. Diệp tiên sinh, khách khí, cái này chính là bổn phận. Ôn Thanh Sơn vội vàng đứng dậy, hướng về phía Diệp Thần được rồi ngang vai vế lễ vật, trả lời. Ở nơi này võ đạo trên hết thế giới, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, anh em kết nghĩa cũng có thể thấp nghi. Chỉ cần hậu viện không mất lửa, con đường phía trước liền không lo. Cái này Diệp Thần chỉ sợ sẽ là vậy trong cổ tịch ghi lại thiên tuyển người, muốn ôm thiên hạ mưa gió làm bộ. Nhìn hai người rời đi bóng người, Ôn Thanh Sơn khẽ vuốt bạc trắng râu tóc, lại là liếc mắt nhìn một chút thất thần Ngô Ngọc Chi, lẩm bẩm nói. Sau một nén nhang, Diệp Thần, người rốt cuộc trải qua cái gì, người thật đoạt được luân hồi thiên kiếm. Lại từ Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên trên tay chạy khỏi. Một đường đi tới. Thiên Tuyết Tâm cuối cùng là kềm chế không dưới mình trong lòng tò mò, lên tiếng hỏi nói. Trước kia so mình đều yếu hơn trên rất nhiều tiểu tử, giờ phút này, lại có thể giơ tay gian làm được uy tín lâu năm cường giả Huyết Ma lão nhân không có lực phản kháng chút nào, vậy lực lượng thần bí, liền chính nàng đều là cảm thấy một hồi nghẹt thở. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói ta hiện tại cũng không có đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế và Vô Thiên thực lực, thậm chí có thể không đạt tới bọn họ một phần vạn. Lúc ấy bọn họ phủ xuống bất quá là một đạo hư ảnh và phân thân. Thiên Tuyết Tâm ngẩn ra, nhưng như cũ kinh ngạc, hai người này phân thân và hư ảnh, vậy đủ để ngay lập tức xóa bỏ ta, mà ngươi lại có thể chạy trốn. Sợ rằng Vũ Hoàng Cổ Đế và Vô Thiên vô cùng tức giận, hiện tại khắp thiên hạ ở tìm ngươi. Cũng may một cái trông nom hắc ám cấm hải, thân thể không cách nào thích ứng cái thời đại này, một cái ở thái thượng thế giới, rất khó tự mình hạ xuống đối phó ngươi. Đúng rồi, người mới vừa rồi ngọn lửa là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhìn một cái Thiên Tuyết Tâm, nàng không tính là người ngoài, liền đem đoạt được Thánh Thiên Thần Hỏa sự việc nói ra. Hôm nay Thánh Thiên Thần Hỏa mặc dù không hề coi là rất cường đại, nhưng kết hợp luân hồi huyết mạch, chấn nhiếp một ít cường giả vẫn là có thể làm được. Thánh Thiên Thần Hỏa, không nghĩ tới cái này cùng thần vật ở tay ngươi, khó trách. Nghe được Diệp Thần sau khi giải thích, liền Thiên Tuyết Tâm mình đều là không thể không kinh tiện tại Diệp Thần nghịch thiên khí vận. Luân hồi chi chủ khí vận vô địch, quả nhiên như vậy. Cùng Thánh Thiên Thần Hỏa đánh một trận, Linh Nhi vì bảo vệ ta, thần hồn lần nữa bị tổn thương, bế quan chữa thương, cho nên lần này, chúng ta được toàn lực ứng phó. Mất đi Linh Nhi không gian chi lực, liền coi như là ít đi một đạo bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy, cố nhiên hắn có hư bia và hư linh thần mạch. Nhưng đối mặt những cường giả kia và nhắm vào mình bố trí, cũng là rất khó phát huy Linh Nhi như vậy hiệu quả. Tiếp theo, gặp phải bất kỳ tình huống đột phát, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Chúng ta lập tức phá vỡ hư không, đi cứu Tôn lão. Ngay lập tức, hư không chập chờn, một đạo cửa không gian lúc này xuất hiện. Chờ một tí, cửa không gian gần ngay trước mắt, dưới chân mãnh liệt sóng biếc để, một đạo đen nhánh u quang lóe lên hư không lực. Lúc trước trận chiến ấy, sát thí đại đế bộ chúng, đều là như vậy khóa giới tới. Ngay tại lúc này, Tiêu Ngục thanh âm vang lên, kịp thời cản lại Diệp Thần. Thằng nhóc, vượt qua một giới này, khí thế tuyệt cảnh vòng ngoài chính là sát thí đại đế ổ, vậy phiến vô tận cánh đồng hoang vu, viên viên bạch sa đều là sát thí đại đế chân thân diễn hóa, một khi ngươi đặt chân, liền sẽ thời gian đầu tiên bị phát hiện. Như vậy ngươi phải cứu người sợ rằng, sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Ngục thanh âm từ Diệp Thần võ đạo luân hồi trong bản vẽ truyền ra. Tiêu tiền bối,
nhưng có che giấu khí cơ phương pháp. Diệp Thần nhướng mày một cái, hỏi. Vừa dứt lời, lau một cái dịu dàng thanh mang bắn ra, tràn vào Diệp Thần và Thiên Tuyết Tâm giữa lông mày, tiêu tán đi. Ta hơi thở tại cái này khí thế tuyệt cảnh vạn năm niêm phong dưới, đã đồng nguyên, vậy nha đầu, có này bằng thân, có thể tránh thoát sát thí đại đế theo dõi. Tiêu Ngục lên tiếng nói. Còn như thằng nhóc ngươi, thánh thiên thần hỏa và đạo linh lửa vốn là cường thế, kết hợp với luân hồi hồn thể lực lượng, hiểu chưa? Diệp Thần mới chợt hiểu ra, mậu gian thoáng qua một chút lửa mang, đồng thời luân hồi lực lượng hội tụ, chợt cả người tựa như trở thành một cái màu máu hỏa phượng quanh quẩn lượn lờ, theo một tiếng phượng hót, hóa thành lau một cái màu đỏ tươi ánh lửa chớp mắt rồi biến mất. Xào xạc trên cánh đồng hoang vu, một đỏ một xanh hai đạo ánh sáng yếu ớt theo gió mà qua, không có tung lên bất kỳ rung động. Tôn lão nhất định bị nhốt ở tòa cung điện kia bên trong, nhưng vị trí cụ thể thượng không biết. Nếu đã ẩn nặc hành tung, vậy thì nhất định phải trước muốn tìm được tôn lão rơi xuống. Vô tận xương thú làm bằng trong đại điện, rét lạnh âm lãnh ý ở trong hư không lan tràn, mấy tên khí tức cường đại võ giả nhịp bước qua lại di động, đem vậy một món ngưng tụ lên oán khí thổi lất phất tản đi. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, định có thể nhìn ra, chính là ngày xưa vây trận hắn cùng tôn lão vậy thập phương cường giả trong đó mấy người. Lão đầu tử kia nhìn một chút, có thể đừng chỉnh chết. Cứ nghe cái thằng nhóc đó nhưng mà tay cầm rời đi khí thế tuyệt cảnh chìa khóa, đại đế mười phần coi trọng, nếu như thuận lợi. Chúng ta cũng có thể rời đi cái này chim không thèm ỉa địa phương quỷ quái. Đường đường mấy tên thiên quân nhìn một cái trọng thương ngã gục lão già khằng, dõi mắt đương kim thiên hạ, cũng chỉ có sát thí đại đế kinh khủng như vậy nhân vật có thể làm được. Cùng lúc đó, nơi bóng tối, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, lau một cái thơm dịu bay tới, người chưa đến. Nhưng là làm được mấy tên canh phòng vẻ mặt chấn động một cái. Uyển chuyển dáng người, thon dài bắp đùi trắng như tuyết như ẩn như hiện. Huyết mạch phún trương mấy người ngay tức thì nâng cao tinh thần, nhìn vậy thản nhiên mà đến cô gái, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt mở miệng cung kính nói. Chu tiểu thư, hiển nhiên, vị này đại đế trước mặt cô gái thần bí, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chu Hân U hơi thở hừ nhẹ. Coi như là qua loa lấy lệ ứng mấy người thăm hỏi sức khỏe, liếc mắt nhìn một mắt sâu tù bên trong hấp hối cụ già, ánh mắt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ chút gì. Một hồi lâu sau, thẳng xoay người rời đi. Các nàng này nếu không phải đại đế bên người người tâm phúc, không đem nàng đè ở dưới người không thể. Đợi đến Chu Hân U rời đi, một người trong đó nuốt nước miếng một cái, há mồm điên cuồng ngửi không khí bên trong còn sót lại lưu thơm, liền vậy chớp mắt rồi biến mất hai đạo ánh sáng yếu ớt. Đều là không rảnh chiếu cố đến. Sau một nén nhang, trên đại điện, một bàn tàn cờ lừa vài tia bụi bặm, cờ trắng chắp tay chỗ, trên bồ đoàn cũng là lâu không bóng người. Nghe nói luân hồi chi chủ cái thằng nhóc đó dường như xuất hiện. Màu máu trường bào người nhẹ nhàng mà vào, lớn như vậy cung điện bên trên, thanh âm khàn khàn vang lên, bàn cờ một bên kia, quần áo đen sát thí đại đế mở mắt ra. Làm không tệ. Âm ma thánh tổ lạnh nhạt trên mặt mũi, vạch qua lau một cái nghiền ngẫm vẻ, lão này ở trong tay chúng ta, sớm muộn hắn sẽ có hành động. Sát thí đại đế mở miệng nhẹ giọng nói, trong xung quanh trăm dặm cũng không phát hiện dị thường, yên tĩnh cùng tên này hiện thân, bắt chính là. Có cái đó lão già kia ở đây, không sợ hắn không phải phạm. Chu Hân U thành thực mở miệng nói, ta mới vừa rồi nhìn rồi, hết thảy bình thường, lão già kia mặc dù nặng chế, nhưng lấy hắn tu vi. Còn chưa đến nỗi chết thảm. Hình ảnh quay về. Tôn lão giờ phút này co giúp ở sâu tù một góc, thân cốt bị âm ma thánh tổ miễn cưỡng cắt đứt, căn nguyên hồ lô bị đánh bể, cụ già giờ phút này ý thức mơ hồ, sụi lơ trên đất, co giật khóe miệng không ngừng có màu đen vết máu chảy ra. Tôn lão. Diệp Thần thần thức âm thầm truyền âm, nhưng là không nghe được cụ già bất kỳ đáp lại. Thấy cụ già như vậy thảm trạng. Vẻ sát cơ không cách nào áp chế tản ra một chút dùng mình. Có tình huống, mấy tên chấn thủ cường giả ngay tức thì phát hiện, chạy tới nhìn xem, mà vậy hai đạo ánh sáng yếu ớt chớp mắt biến mất. Kỳ quái, bát quái thiên đan thuật pháp và thiên tiên cá chép sao hóa thành lau một cái dịu dàng hơi thở vào cơ thể, tôn lão thân hình nhiều lần run rẩy, cảm nhận được quanh thân tràn vào hồi phục nguyên tố, hắn thương thế khôi phục mấy phần. Đột nhiên, hắn vậy đóng chặt hai tròng mắt đột nhiên mở ra, cảm giác quen thuộc này, là Diệp Thần. Cụ già hốc mắt bên trong,
không khỏi nổi lên tí ti ướt át, cái này đứa nhỏ, hắn vẫn phải tới. Cùng lúc đó, yên tĩnh trên cánh đồng hoang vu, một đạo khí tức mạnh mẽ bạo tăng, ngay tức thì dẫn động sát thí đại đế chú ý. Ừ, cái này cổ hơi thở. Người đàn ông đồ đen nhướng mày một cái, chợt thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất, trong một cái chớp mắt này biến ảo, cũng là làm được âm ma thánh tổ cùng một bên Chu Hân U sửng sốt một chút, hai người thân hình cũng là chặt cùng đi. Bao la cánh đồng hoang vu bên trong, áo gai áo xanh người đàn ông trung niên mái tóc dài bù xù, theo lạnh lùng gió lạnh đung đưa, tang thương con người bên trong, chiến ý hiên ngang. Tiêu Ngục, thế nào lại là ngươi? Sát thí đại đế hiển nhiên đối với vị này bạn cũ đến, sâu cảm thấy kinh ngạc, nhưng chợt lại là lau một cái sáng tỏ tại ngực hình dáng. Xem ra vị kia xuất thế sắp tới, thủ hộ giả lực sắp tiêu vẫn, liền ngươi cũng có thể xuất hiện ở khí thế tuyệt cảnh vòng ngoài. Tiêu Ngục tục tằng thanh âm lạnh lùng đáp lại, chúng ta nợ cũ, cũng nên thanh được rồi. Âm ma thánh tổ cùng Chu Hân U bóng người giờ phút này chạy tới, vốn cho là Diệp Thần, không ngờ nhưng là một cái vô hình người trung niên. Là hắn. Chu Hân U kêu lên, một bên âm ma thánh tổ truy hỏi nói, ngươi biết. Không sai, đại đế sở dĩ thoát khốn, năm đó cái này cũng là cống hiến một phần lực, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng tựa hồ là hợp tác tan vỡ. Trong hư không người đàn ông đồ đen cười lớn một tiếng, ha ha ha, lão hỏa kế, cần gì phải như vậy thù dai, hôm nay ngươi vậy thoát khốn sắp tới, người ta sao không liên thủ, cùng chống chọi với vậy khí thế tuyệt cảnh. Sát thí đại đế ánh mắt che lấp, một bộ bầy mưu lập kế hình dáng. Chó cắn người, dù là cho nó tự sửa đổi cơ hội, vậy vẫn như cũ là xúc sinh. Tiêu Ngục mặt không đổi sắc, thẳng đáp lại. À, ngươi là ở cự tuyệt ta. Sát thí đại đế nguyên bản ngả ngớn ánh mắt dần dần lạnh xuống, trước mặt cái này, cho mặt không biết xấu hổ. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không có cần thiết tồn tại, bất quá là một tù nhân mà thôi, hôm nay ngươi cũng không tư cách cùng ta kêu gào. Sát thí đại đế một mắt chính là nhìn thấu, trước mắt nam tử bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi, dù là đã từng cao nhất, dưới mắt cũng phải bị hạn chế bởi khí thế tuyệt cảnh niêm phong lực. Nói cho cùng, dù là Tiêu Ngục bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không quá tại lúc trước Diệp Thần gặp được Viêm Tôn đại đế vậy, hổ giấy thôi. Sát thí chi đạo, bảo cát táng diệt. Sát thí đại đế một trận cười điên cuồng, ở hắn không kềm chế được thanh âm vang lên đồng thời, dưới chân bao la biển cát bắt đầu phun trào, mỗi một viên bạch xà tựa như hóa thành từng cái âm ngoan sắc bén bạch xà, hướng Tiêu Ngục quấn quanh tới. Trên hư không, vô tận hơi thở bạo loạn. Áo xanh nam tử nhướng mày một cái, thân hình nhưng là không có chút nào động tác, rất nhanh chính là bị vô tận xa xà quấn quanh, khỏa thành một cái bánh trưng. Sát thí đại đế cũng không nghĩ tới sự việc sẽ như thế đơn giản. Đưa ngươi lên đường. Sát thí đại đế tay phải nâng lên, vặn nhẹ nhàng. Xa xa bạo tản ra, kinh khủng hạt cát kẹp theo máu thịt bắn tung tóe lên, mỗi một viên bạch xa kích động, đều là đem khí thế tuyệt cảnh vòng ngoài không gian mơ hồ đập nứt ra, trên hư không từng cái loang lổ vết rách hiện lên, sụp đổ không gian chỗ, chảy loạn gió bão tàn phá. Người đàn ông đồ đen tắm gió bão, mặc cho cắt kim loại lực thêm thân, nhưng là chút nào không tổn thương. Một màn này bị cách đó không xa âm ma thánh tổ xa thấy, nhướng mày một cái. Quả nhiên, ở nơi này khí thế tuyệt cảnh vùng lân cận, tên này thực lực vẫn là mạnh mẽ, không gian chi lực đều là không làm gì được hắn chút nào. Hắn tự hỏi, đã đặt chân hiện tại cảnh giới mình mặc dù cũng là không sợ, nhưng xa không làm được như vậy ung dung. Ha ha ha, dựa hết vào tàn hồn lực, cùng ta có thể là có khác biệt một trời. Sát thí đại đế một trận cười điên cuồng, rốt nát Tiêu Ngục, cũng dám không vâng lời mình. Quả nhiên, Tiêu Ngục than nhẹ một tiếng, tên này ở cái này trên cánh đồng hoang vu, sợ rằng so với một ít đời này cường giả, cũng sẽ không yếu quá nhiều. Đại đế, Chu Hân U nhưng là kinh hô thành tiếng, nàng phát hiện, chủ tử nhà mình cao ngất kia dáng người bên trên, một tấc thốn liệt vết cũng là bắt đầu hiện ra. Ho, màu trắng cắt dịch từ sát thí đại đế trong miệng khạc ra. Hắn trợn to con ngươi nhìn cách đó không xa, như cũ phong tư chắc tuyệt phi phát nam tử, khó tin nói. Không thể nào, ngươi là lúc nào bày. Tiêu Ngục hừ lạnh một tiếng, nói, năm xưa sớm biết ngươi không phải thứ tốt gì, bất quá gặp nữ nóng lòng mới để cho ta cúi đầu lựa chọn cùng ngươi hợp tác, ngươi coi là thật lấy là ta không có hậu thủ. Oanh! Sau lưng trong đại điện,
một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Không tốt, Diệp Thần. Màu máu trường bào lúc này nghiêng đầu, hướng nhốt tôn lão sâu tù chạy đi, Chu Hân U theo sát phía sau. Thông báo đại đế. Trực mấy tên cường giả ngay tức thì kịp phản ứng, thời gian đầu tiên lựa chọn thông báo những hậu thủ khác, thập phương cường giả chính là bắt tay hướng sâu tù đi tới. Quả nhiên là ngươi. Cầm đầu một tôn cường giả thấy Diệp Thần cùng một cô gái sóng vai, mà ban đầu vậy vốn nên nhốt ở chỗ này cụ già, nhưng là biến mất không thấy. Tôn lão sớm ở tiêu ngục tuôn ra kinh thiên hơi thở một khắc kia, cũng đã đem tôn lão lấy bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao thức tỉnh, đưa vào võ đạo luân hồi đổ thế giới bên trong. Kết trận. 10 người lúc này văng tứ tán, đứng hàng các phe, quanh thân kinh khủng hơi thở lưu chuyển, lúc trước vậy niêm phong liền không gian đại trận, nhưng là làm hắn cùng tôn lão chịu nhiều đau khổ. Nhưng hôm nay Diệp Thần, đã sớm lột xác. Thiên Tuyết Tâm tay cầm xương hoa kiếm thua lập, một kiếm hàn mang lóng lánh. Diệp Thần con mắt bên trong lưu chuyển một chút lửa mang, chợt màu đỏ nhạt oanh chiếu dọi vần quanh, Thiên Tuyết Tâm theo bản năng thấp nghi, không đi xem Diệp Thần, huyết ma lão nhân kết quả như vậy, nàng nhưng mà gặp qua. Đạo linh lửa, hỏa hoàng chi nhãn. Luân hồi thiên nhãn bên trong một cái tắm biển lửa màu đỏ tươi phượng hoàng lật bay, thập phương cường giả thất thần ngay tức thì, chính là cảm thấy trong lồng ngực một cổ tà hỏa dâng lên. Hai tròng mắt ứ máu, một cổ bạo ngược sát ý đến từ đồng bạn. Thần hỏa hơi thở, có thể ảnh hưởng người tâm thần. Thiên Tuyết Tâm nhìn trước một giây còn ở quát tháo thập phương cường giả, hôm nay nhưng là người người như vậy như chó điên, chém giết, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Đi! Diệp Thần vận dụng hư linh thần mạch kéo Thiên Tuyết Tâm tay trắng chính là hướng ra phía ngoài tập kích bất ngờ đi, ở đó đại điện cửa chính chỗ, hai bóng người đã sớm chờ đã lâu. Chính là Chu Hân U cùng âm ma thánh tổ. Âm ma thánh tổ giao cho ta. Diệp Thần chậm rãi buông Thiên Tuyết Tâm tay trắng, trận chiến này, ở khó tránh khỏi. Thiên Tuyết Tâm nhẹ khẽ gật đầu, trong tay xương hoa kiếm chỉ hướng âm ma thánh tổ bên người Chu Hân U, hàn mang văng lên. Khặc khặc, Diệp Thần, lần trước đầu kia xúc sinh tự bạo để cho ngươi chạy trốn, lần này, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Màu máu trường bào dưới, một đôi móng nhọn hung hăng vỗ xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 375.